Kính chào tất cả các anh chị đồng nghiệp. Chúng ta bắt đầu cái phiên tiếp tục trong buổi hôm nay với cái chủ đề là Provisional Standing. Chúng tôi xin giới thiệu chủ tọa đoàn. Bên phải của tôi là Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thượng Dũng. Và tiếp đó là Tiến sĩ Ngô Minh Hùng và Bác sĩ Châu Đỗ Trường Sơn. Bên trái của tôi là Bác sĩ Huỳnh Ngọc Long và bác sĩ Nguyễn Đức Chỉnh, còn tôi là tiến sĩ Nguyễn Cửu Lợi. Để bắt đầu cho chương trình thì chúng tôi xin kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thượng Dũng với bài báo cáo Provisional Standing khi nào và như thế nào. Kính thưa chủ tịch đoàn, kính thưa các đồng nghiệp, thì ngày hôm nay thì chúng ta có một cái ngày bàn luận rất là hay và nhiều đề tài về bifurcation cũng như là can thiệp thân chung. Và chúng ta đã bàn những cái kỹ thuật rất là phát triển mới và sâu, ví dụ như là TAB rồi là DK Cross vân vân. Và cho tới cuối chương trình thì chúng ta lại bàn về một cái kỹ thuật mà xuất phát hiện ra đời thì rất là sớm và kỹ thuật là khá là đơn giản. Như vậy thì liệu là cái kỹ thuật này hiện nay cái vai trò nó như thế nào? Mà nó còn có ý nghĩa giá trị gì không? Thì đầu tiên tôi nói xin nói rất là nhanh về cái cơ sở lý lẽ và những cái dữ liệu của cái kỹ thuật Provisional Standing. Thì về định nghĩa của một cái tổn thương nói chung thì như các đồng nghiệp đã từ sáng đến giờ mình không phải bàn nhiều nữa, đó là một cái tổn thương liên quan đến thân chung và có một cái nhánh bên, và cái nhánh bên đó ý nghĩa mà mình mong muốn là không muốn đâu mà mất cái nhánh bên đó, thì đó là cái tổn thương thân chung. Và cái vấn đề tổn thương chung chúng ta phải đối phó đó là cái tỷ lệ thì chiếm khoảng 20 đến 25% trường hợp can thiệp. Cái tỷ lệ thành công thì sẽ thấp hơn nếu không có thân chung, tỷ lệ biến chứng cao hơn. Và cái true bifurcation tức là cái tổn thương thân chung thật thì chiếm khoảng 50%. Và theo phân loại của Medina thì gồm có ba cái tiếp, đó là 111, 101 và 011. Và cái chuyện mà chúng ta đang bàn tới đó là cái kỹ thuật một stent hay mình còn gọi là provisional stenting và so với kỹ thuật hai stent khi mà chúng ta can thiệp thân chung. Thì cái như trên cái hình này các đồng nghiệp sẽ thấy là ở trên thì là cái theo cái timeline về thời gian thì chúng ta thấy các cái kỹ thuật mà ở đây trong cái khung hình chữ nhật màu xanh đó, kit balloon thì ra đời rất là sớm lúc nó chưa có stent, và sau đó thì cái kỹ thuật provisional stent của nhánh bên là đã ra đời từ những năm rất sớm, từ năm 2002 và bây giờ cho bây giờ đến bây giờ chúng ta nói lại tức là 20 năm sau. Rồi còn những cái DK Cross và những cái kỹ thuật khác thì ra đời trễ hơn. Như vậy thì sau 20 năm thì bây giờ chúng ta sẽ xem xét lại gọi là ôn cố tri tân thì cái kỹ thuật provisional stent hiện giờ nó như thế nào. Về cái phân loại Medina này thì tôi cũng không có phải bàn nhiều nữa và chắc chắn từ sáng giờ chúng ta đã nghe rất là nhiều. Thì trong đó thì chúng ta chỉ chú ý rằng theo cái phân loại Medina thì có khoảng 50% là theo nó là true bifurcation với các cái tiếp 111, 101 và 011. Và đây là những cái tiếp mà chúng ta phải bàn là chúng ta sẽ dùng cái kỹ thuật hai stent hoặc là một cái kỹ thuật một stent chờ theo cái kiểu mà nói của Việt Nam, tức là mình đặt một stent rồi mình xem thử như thế nào, chúng ta có phải chuyển qua hai stent hay là chỉ một stent hay không. Và cái lý lẽ mà tại sao mình dùng kỹ thuật provisional stent thì các đồng nghiệp sẽ thấy ở đây là người ta phân tích số liệu của 24 trường hợp cái tặng stent bị gieo cái nhánh bên và phân tích theo cái hình ảnh chụp mạch vành là trên cái đường trục hoành và phân tích theo FFA là trục tung, và đây là những số liệu rất là sớm từ năm 2005. Do đó đầu tiên là người ta thấy rằng không có cái tổn thương nào mà đường kính hẹp dưới 75% thì có FFA ý nghĩa. Lúc đó thì người ta lấy là 0.75, và những cái tổn thương mà đường kính dưới hẹp dưới 75% thì sẽ không có bị cái tình trạng là chúng ta phải tái can thiệp lại mạch máu. Và trong những cái bệnh nhân mà cái đường kính hẹp trên 75% thì chỉ có khoảng 1/4 là khi đo FFA mới có ý nghĩa. Do đó thì cái việc mà chúng ta thấy một cái kết quả trên chụp mạch vành mà mình thấy rằng là cái thân chung nó có vẻ bị hẹp thì không phải là một cái chỉ định dựa trên chụp mạch vành để chúng ta quyết định là chúng ta can thiệp cái nhánh bên. Thì đây là một trong những cái cơ sở. Và từ những cái năm rất là sớm
Người ta đã đưa ra cái cách mà chúng ta chọn lựa cái chiến lược một stand hay hai stand dựa trên cái true bifurcation. Cái thứ nhất, nếu nó là true bifurcation, tức là 111, 101 hoặc là 011, nếu nó không phải thì chúng ta sẽ làm provinostatin, cái này không có gì phải bàn rồi. Nếu nó là phải thì chúng ta, người ta tiếp tục đánh giá cái ý nghĩa của cái nhánh bên đó có cần thiết đặt stent hay không. Nếu không và nếu có, như thế nào là có? Nếu không thì chúng ta chỉ đặt stent chờ và chúng ta có thể chúng ta nong bóng nhánh bên nếu cần thiết. Còn nếu có, tức là bệnh của nhánh bên đã mức độ đáng kể, ví dụ như là vượt quá 3 mm tổn thương. Nếu mà trước đây, còn bây giờ là mình là 5 hay là 10, rồi cái nhánh là lớn, thì chúng ta sẽ tiến hành cái việc, nếu mà không có, thì chúng ta lại tiếp tục là sử dụng chiến lược 1 center, chiếm khoảng 80%. Còn nếu có, thì chúng ta chọn cái chiến lược 2 stand. Như vậy thì chỉ khoảng 20%, theo cái số liệu của tác giả này, thì chỉ khoảng 20% của cái true bifurcation là chúng ta thật sự mới cần cái kỹ thuật 2 stand. Liệu điều đó nó có đúng hay không? Thì chúng ta sẽ đi nhanh qua các data trên cái phân tích này. Thì người ta phân tích rất là nhiều tác giả. Cái màu đỏ, cái cột màu đỏ, đó là cái nhóm 1 stent. Và cái cột màu xám là 2 stent. Thì chúng ta so sánh cái huyết khối trong stent. Thì chúng ta thấy rằng gần như tất cả với các số liệu của các tác giả này, mặc dù không lớn, nhưng phần lớn thì khi mà chúng ta đặt 2 stent, thì cái huyết khối trong stent nó sẽ tỷ lệ nhiều hơn. Ở đây là phân tích gộp của nhiều tác giả. Chúng ta thấy nghiêng về phía bên trái thì đó là cái stent 1 stent tốt hơn, nghiêng về phía bên phải thì 2 stent tốt hơn. Thì ta thấy với tất cả những cái số liệu từ những năm 2006, 2008, 2011, 2012 thì đều nghiêng về phía kỹ thuật 1 stent. Như vậy thì liệu là cái kỹ thuật 1 stent chúng ta có nên làm rộng rãi hay không? Ở đây là phân tích từ cái nghiên cứu Syntax, thì các đồng nghiệp cũng thấy tương tự như vậy. Với cái biến cố là may ở 12 tháng chúng ta can thiệp thân chung, và nếu chúng ta dùng kỹ thuật một stent, ở đây là cột màu đỏ, và hai stent là cột màu xám, thì những cái biến cố may rồi tử vong, nhồi máu cơ tim, CVA, tức là tai biến mạch máu não, huyết khối trong stent v.v. thì trên cái nghiên cứu Syntax này thì so sánh thì gần như không có cái sự khác biệt giữa kỹ thuật 2 và 1 stent. Nghĩa là chúng ta làm 2 stent thì cũng không tốt hơn 1 stent, mà lại tốn kém hơn và có vẻ phiền phức hơn. Với cái số liệu của tác giả Toko Fuku cũng vậy. Ở trong cái nghiên cứu sổ bộ G-Cypher Registry của năm 2011, người ta đánh giá cái biến cố là chúng ta phải tái can thiệp lại mạch máu trên cái can thiệp thân chung. Nếu chúng ta dùng 1 stent là màu đỏ, 1 stent là màu xám, 2 stent là màu đỏ, thì chúng ta thấy rằng là cái việc chúng ta phải tái can thiệp lại nếu cái thân chung can thiệp chia đôi của thân chung, mà B rất là ý nghĩa thống kê là B là sau dấu chấm là 3 con số 0. Còn nếu chúng ta can thiệp một cái bifurcation mà không thân chung thì sự khác biệt không ý nghĩa. Như vậy thì chúng ta thấy gần như tất cả các cái dữ liệu, số liệu trước đây đều nghiêng về phía ủng hộ cho cái kỹ thuật mà provinostatin, tức là kỹ thuật một stent chờ. Và như vậy thì trường hợp nào thì chúng ta dùng cái, chúng ta chọn lựa cái kỹ thuật một stent chờ, thì những cái mà đầu tiên đơn giản nhất người ta nói đó là thứ nhất là nhánh mũ nhỏ, thì cái việc mà chúng ta can thiệp cái provinostatin là rất là hợp lý. Cái thứ hai là phân loại 110, nghĩa là chỉ tổn thương cái phía trước rồi tổn thương cái phía sau, ví dụ như LAD và nhánh mũ không có. Thứ ba là cái tổn thương ở lỗ, nhưng mà cái tổn thương chỉ là rất là ngắn. Thì người ta phân tích rằng với những cái số liệu vừa rồi, thì người ta phân tích rằng cái thứ nhất là những cái số liệu mà các cái nghiên cứu khi này tôi trình bày với các bạn là nó không có cái dữ liệu ngẫu nhiên. Và thật sự là để mà phân chia một cái dữ liệu ngẫu nhiên tổn thương mức độ phức tạp nào thì vào cái 2 stent, cái nào vào 1 stent thì vô cùng khó khăn. Do đó những cái dữ liệu mà không ngẫu nhiên thì chiếm phần lớn và rất là dễ bị bias để mà chúng ta làm một cái RCT, tức là một cái thử nghiệm mà RCT để đánh giá cái kỹ thuật nào tốt hơn cái kỹ thuật nào. Và trong cái tình huống mà không có đầy đủ các cái dữ liệu ngẫu nhiên như vậy, thì chúng ta quyết định khi nào chúng ta chọn 2 stent và khi nào chúng ta chọn 1 stent. Tại sao là chiến lược 1 stent là được yêu thích? Thì các bạn thấy là kỹ thuật rất đơn giản, chúng ta chỉ bắt một cái stent qua, sau đó chúng ta post lại và không tốn kém và không phải làm nhiều bước, trong đó là rewind, post v.v. ít bị biến chứng
dễ làm, bệnh nhân cũng thích, bác sĩ cũng thích, và chi phí thì rất là thấp. Và một điều đặc biệt là khi chúng ta làm provisional stent thì nó là một cái chọn lựa mở, nghĩa là sau đó rồi nếu chúng ta thấy vấn đề không ổn thì chúng ta có thể chuyển sang high stent. Như vậy thì cái mà đầu tiên chúng ta rút ra đó là cái bệnh mà tổn thương thân chung, thì đây là một cái tình huống mà là khá khó khăn đối với bác sĩ tim mạch can thiệp. Và cái chiến lựa mà được ưu tiên chọn lựa đó là kỹ thuật provisional stent. Tuy nhiên, người ta cũng nhắc mình là đối với những cái tổn thương bifurcation mà nó khá là phức tạp thì chúng đòi hỏi high stent thì các bạn nên làm high stent. Thì cái điều này mình cũng dễ hiểu là chúng ta xây một cái nhà mới thì bao giờ nó cũng dễ hơn là chúng ta sửa lại một cái nhà mà đã xây hư rồi chúng ta xây lại. Do đó nếu mà mình đánh giá rằng thật sự nó là cần thiết high stent thì mình nên dùng kỹ thuật high stent luôn. Và tôi nghĩ rằng ngày nay thì đối với các bác sĩ tim mạch can thiệp là cái kỹ thuật high stent như từ sáng đến giờ các bạn ngồi thì không có gì là phức tạp lắm. Do đó thì chúng ta sẽ quyết định như thế nào khi chọn high stent mà trong cái trường hợp mà dữ liệu chúng ta chưa có đầy đủ. Thì đầu tiên người ta phân tích là với một cái tổn thương phức tạp, ở đây là tổn thương đơn giản và tổn thương phức tạp, thì người ta thấy rằng đương nhiên ở cái nhóm tổn thương phức tạp thì những cái biến cố sẽ cao hơn, ví dụ như là tử vong tim mạch, may hoặc nhồi máu cơ tim hoặc phải tái can thiệp lại. Và khi mà đã phức tạp như vậy, khi chúng ta dùng kỹ thuật high stent thì nó có tốt nữa, thì nếu chúng ta so sánh với lại cái nhóm đơn giản mà dùng một stent thì đương nhiên là cái việc đó mình nói cái kỹ thuật nào tốt hơn kỹ thuật nào sẽ rất là khó. Do đó thì để làm một cái RCT, tức là một cái thử nghiệm mà bù đôi ngẫu nhiên lâm sàng để đánh giá cái này, thì người ta thấy rất là khó khăn, rất là khó thực hiện được cái việc này, và bias sẽ rất là lớn. Và người ta thấy rằng cái kỹ thuật high stent thì ngày nay đã tiến bộ rất là nhiều, chúng ta đã thao tác khá là dễ dàng và có nhiều thay đổi trong kỹ thuật cũng như là dụng cụ thiết bị. Ở đây người ta đưa ra những cái thử nghiệm mà đánh giá và so sánh giữa một với hai, trong đó chúng ta thấy là những tác giả ở cuối, ví dụ như Colombo hoặc là Chen là tác giả của DK Strut, thì cái việc mà chuyển từ provisional stenting sang high stent theo thời gian thì chúng ta thấy là càng về những cái nghiên cứu sau thì cái tính phức tạp của tổn thương càng nhiều hơn. Như vậy thì như thế nào là một cái tổn thương mà bifurcation phức tạp, thì có khá nhiều cái khái niệm được đưa ra. Ở đây là một cái tác giả đưa ra, thứ nhất là mạch máu vôi hóa, thứ hai là độ nặng và độ lan tỏa của tổn thương trong nhánh bên, ví dụ như chiều dài tổn thương nhánh bên trên 10 ly. Cái thứ ba là cái tầm ý nghĩa của nhánh bên, ví dụ cung cấp máu trong vùng cơ tim rất là lớn. Và cái thứ tư là khi chúng ta rewire vào nhánh bên sẽ rất là khó khăn, ví dụ như là do gốc, do tổn thương, do xoắn vặn. Và đây là cái định nghĩa của tác giả Chen của DK Cross. Thì các bạn sẽ thấy rằng với tác giả này á, thì ông ta sẽ định nghĩa chia làm hai nhóm, ví dụ như nhóm bifurcation của Lepman và nhóm bifurcation không Lepman. Đối với Lepman thì đã có ý nghĩa là độ hẹp đường kính trên 70% và tổn thương sideplan là trên 10 ly. Đối với không Lepman thì độ hẹp phải là trên 900 và đường kính và chiều dài trên 10 ly. Và nếu mà với hai đặc tính này lại kèm theo hai cái tiêu chuẩn phụ, nếu có thì xem như là tổn thương phức tạp, và nếu không thì xem như là tổn thương đơn giản. Và đây là các cái tiêu chuẩn của tiêu chuẩn phụ, ví dụ như là vôi hóa từ trung bình đến nặng, nhiều tổn thương, rồi gốc hoặc là nhỏ quá, tức là nhỏ hơn 45 là gốc nhọn, hoặc là lớn quá thì trở thành gốc vuông, thì cả vừa ít gốc ít hoặc gốc nhiều cũng đều là cái việc chúng ta sử dụng khó làm. Cái đường kính của nhánh chính là nhỏ hơn 2.5, có huyết khối trong tổn thương, và cái tổn thương của nhánh chính dài trên 25 ly. Thì đó là những cái đặc tính mà nếu chúng ta với cái đặc tính và độ hẹp và chiều dài của tổn thương, chúng ta phối hợp có thêm hai đặc tính phụ nữa thì xem như là tổn thương phức tạp. Ở trên hình này thì minh họa cho chúng ta một số cái tổn thương phức tạp. Thì cái hình bên trái là chúng ta thấy là cái nhánh chéo nó là khá là nhỏ và cái vùng nó cung cấp, cái vùng cung cấp tưới máu ít, thì xem như tổn thương nhánh chéo này là không có phức tạp. Trong khi nếu cái hình ở phía bên phải thì các đồng nghiệp sẽ thấy là cái nhánh chéo này, cái cung cấp cái vùng cơ tim của vùng bên rất là lớn, thì như vậy thì phía bên phải là tổn thương nhánh phụ là quan trọng, nhánh chéo nhánh bên là quan trọng. Ở đây trường hợp thứ hai đó là cái chiều dài của tổn thương. Ở phía bên trái thì các bạn sẽ thấy rằng cái chiều dài của tổn thương, mặc dù cái nhánh này cũng khá nhưng mà cái chiều dài tổn thương rất là ngắn, thì xem như cái mức độ phức tạp nó ít. Trong khi đó ở phía bên phải chúng ta thấy rằng cái chiều dài tổn thương nó dài trên 10 ly, thì xem như là nhánh chéo quan phức tạp.
Ở đây là cái góc, chúng ta thấy là cái góc xuất phát gần như là một góc vuông, khi rewind rồi lại vô cùng khó khăn. Nếu chúng ta vào, chúng ta mở nhánh lớn và nhánh chéo này cũng đường kính khá lớn. Nếu chúng ta mở nhánh lớn mà mất cái nhánh bên này thì cái việc mà chúng ta rewind lại thì vô cùng khó khăn, phức tạp. Cho nên đây là những cái tổn thương mà chúng ta xem là bifurcation phức tạp để chúng ta cố gắng là xử trí ngay từ đầu. Ở đây là trường hợp mà người ta minh họa cái bệnh nhân mà có cái nhánh bên mà với cái vùng cơ tim lớn. Thì sau khi làm, cái này kỹ thuật hai stent. Như vậy thì chúng ta nói rất là nhanh về cái decay crush 5. Như sáng nay tiến sĩ Vũ cũng có nói về cái này. Như vậy thì decay crush 5 là một cái RCT mà randomized control trial mà so sánh giữa cái chiến lược chúng ta một stent và cái chiến lược hai stent. Thì cái số liệu bệnh nhân khoảng 484 và phân ngẫu nhiên decay crush và provisional stent. Và như thế nào là tổn thương phức tạp thì giống như chúng ta đã định nghĩa. Tổn thương phức tạp tức là nếu gọi là thân chung thì đường kính hẹp là phải trên 70 và cái chiều dài của tổn thương nhánh bên là trên 10. Còn nếu mà tổn thương thường thì phải trên 90 và chiều dài nhánh bên trên 10 và cộng với ít nhất là hai tiêu chuẩn phụ. Thì với cái phân tích ngẫu nhiên đó thì cái nghiên cứu này với một cái RCT đã chứng minh rằng là cái kỹ thuật high stent ở đây là decay crush thì các cái biến cố thí dụ như là thất bại của cái tổn thương mà chúng ta đã can thiệp, tổn thương đích thì tốt hơn hẳn so với cái chuyện mà chúng ta dùng một kỹ thuật bột stent, provisional stenting. Và khi phân tích thì người ta thấy rằng là so sánh nếu mà trong cái tổn thương đơn giản thì so sánh giữa decay crush và provisional stent giống như sáng nay bác sĩ Vũ đã trình bày thì có tốt hơn nhưng mà không ý nghĩa. Nhưng mà nếu tổn thương phức tạp thì chúng ta thấy rằng cái việc mà chúng ta dùng kỹ thuật high stent thì tốt hơn hẳn và B rất là có ý nghĩa thống kê. Và sáng nay bác sĩ Vũ cũng có nói rằng như vậy thì trong cái tình huống mà chúng ta lúng túng, chúng ta không biết rằng nên chọn một hoặc high stent thì chúng ta cứ dùng decay crush. Bởi vì ít ra thì nó cũng sẽ bằng hoặc tốt hơn là một. Còn nếu mà trong cái trường hợp phức tạp bây giờ mình dùng kỹ thuật một stent chờ rồi sau đó chúng ta sửa lại thì nhiều khi sẽ khó khăn hơn. Và người ta phân tích lại và người ta thấy rằng cái việc mà chúng ta ca ngợi cái provisional stenting có vẻ nó cũng hơi quá mức. Ví dụ như là chúng ta đánh giá cái kết cục của cái tổn thương phức tạp mà chúng ta dùng high stent thì xấu hơn. Nhưng thật sự là bản chất của một cái tổn thương chỗ chia đôi phức tạp thì bao giờ kết quả nó cũng sẽ xấu hơn. Cái thứ hai là các RCT thì gần như rất là khó để phân ngẫu nhiên cái tính phức tạp. Rồi thông thường thì cái crossover từ cái provisional stenting sang kỹ thuật high stent thì đó là những cái tổn thương phức tạp cao vân vân. Và hiện tại thì chúng ta đang có hai cái thử nghiệm, đó là definition tool và EBC main, thì chúng ta sẽ chờ những cái kết quả của những cái nghiên cứu này. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn lựa cái kỹ thuật một stent hoặc hai stent thì chúng ta dựa trên những cái gì? Đầu tiên chúng ta nhắc lại cái chiến lược một stent thì đối với những cái trường hợp ví dụ như nhánh mũ rất là nhỏ, đặc biệt khi chúng ta can thiệp thân chung, hoặc là Medina phân loại là 110, tức là chỉ có nhánh chính phía trước, nhánh chính phía sau, còn nhánh bên thì gần như không tổn thương ý nghĩa, hoặc là cái tổn thương của nhánh bên rất ngắn. Ví dụ khi nào chúng ta có một cái ví dụ để minh họa. Và chúng ta nhớ rằng là cái provisional stent nó là một chiến lược mở, nghĩa là trong trường hợp mà chúng ta thất bại thì chúng ta có thể chuyển sang high stent. Thì đó là những cái lợi điểm của provisional stent. Khi nào thì chúng ta còn cái can thiệp high stent? Sau khi provisional stent thất bại, đương nhiên chúng ta phải chuyển sang high stent, đó là chiếm khoảng 10%. Và chúng ta có thể chọn chủ động ngay từ đầu high stent khi mà tổn thương của nhánh bên dài và phức tạp, khi mà cái nhánh bên nó cung cấp cho vùng cơ tim rất là lớn, rất là quan trọng. Và cái menu mà chúng ta để chúng ta chọn cái high stent thì ngày hôm nay chúng ta nghe rất là nhiều, tôi xin không nhắc lại. Các yếu tố nào ảnh hưởng trên cái chiến lược chọn high stent thì đó là cái phân bố của mảng xơ vữa, cái vùng định vị của mảng xơ vữa, cái đường kính của nhánh chính và nhánh phụ, cái góc của cái tổn thương chia đôi, thì cái này chúng ta không phải nói nữa. Chiến lược chọn kỹ thuật high stent thì các đồng nghiệp từ sáng giờ mình cũng nghe rất là nhiều. Ví dụ như là cái sự chênh biệt cái đường kính giữa nhánh chính và nhánh phụ thì tránh key lot. Ví dụ như cái góc của cái bifurcation nếu trên 70 thì rất là gần với góc vuông thì chúng ta nên chọn là TAB.
trước đây có T-stent, mà sáng nay chúng ta đã nghe bài của thầy Lợi nói là T-stent bây giờ người ta khuyến cáo là không nên dùng. Còn nếu góc nhỏ thì chúng ta nên chọn CLOT hoặc CRUSP. Bây giờ chúng ta sẽ nói rất nhanh về các cái cách thức kỹ thuật Vino Stent. Ở đây thì chắc là sẽ dành cho các cái bạn nào mà mình là mới, beginner. Thì trước khi mà thực hiện cái kỹ thuật Vino Stent thì người ta nhắc những khái niệm mình. Đầu tiên là cố gắng là khi chúng ta đi quai giữ hai nhánh, trong đó cái quai giữ nhánh bên nó sẽ tốt hơn khi nó ngăn ngừa cái hiện tượng bị tắc nghẽn, nó thay đổi cái gốc, nó làm là một cái marker khi mà lỡ bị tắc nhánh, và nó sẽ giúp cho chúng ta nhận diện cái distal stretch để chúng ta vào lại. Cái thứ hai là chúng ta nên chọn những cái chiến lược càng đơn giản càng tốt, vì Vino Stenting bản thân nó là một cái chiến lược mà người ta lấy cái sự đơn giản làm đầu. Như vậy thì nếu tổn thương nhánh bên vân vân, chúng ta sẽ can thiệp trước. Và nếu trong trường hợp mà chúng ta đã chọn Vino Stent rồi thì không cần thiết thì chúng ta sẽ không nong cái nhánh bên. Một chút xíu cái đó chúng ta sẽ nói là sau. Mà nếu chúng ta đã chuyển sang kỹ thuật High Stent thì chúng ta phải làm cái chuyện là Kissing Balloon. Khi trong trường hợp mà chúng ta cố gắng gọi là dùng cái chiến thuật gọi là KIO, tức là chúng ta giữ cho nhánh bên không mất, thì chúng ta vô cùng tránh cái chuyện là chúng ta nong. BOT thì tôi cũng xin không nói vì không có thời gian, và ngày hôm nay chúng ta đã nghe rất là nhiều. Thì cái kỹ thuật BOT thì ngày hôm nay thì chúng ta làm cho kỹ thuật 1 stent và 2 stent đều rất là quan trọng. Như vậy thì về kỹ thuật của Vino Stenting, cái thứ nhất là chúng ta đi wide, thì chúng ta sẽ đi hai wide vào hai nhánh. Sau đó thì chúng ta sẽ nong bóng, và chúng ta nong theo kích thước của cái nhánh xa, tức là trong trường hợp này là một cái bifurcation của Lehmann, thì chúng ta sẽ nhắm đo đường kính theo nhánh LED. Và sau khi nong xong thì chúng ta đánh giá cái hiện tượng carina shift và tuck shift, và tìm có xem có dissection hay không, để chúng ta quyết định rằng chúng ta tiếp tục follow theo cái chiến lược là một stent hay là chúng ta phải chuyển đổi. Sau khi đó, sau rồi nếu không có thì chúng ta sẽ đặt stent, và cái stent này sẽ đi theo đường kính của nhánh xa, tức là đi theo đường kính của nhánh LD chứ không phải là của Lehmann. Và khi chúng ta đặt stent như vậy thì chúng ta vẫn giữ nguyên cái Y, xe Y, tức là Y bị cầm tù. Sau đó thì chúng ta nong tối ưu, và cái tối ưu này cũng theo cái nhánh xa, tức là LED. Và sau đó chúng ta mới BOT, thì lúc này BOT mới theo đường kính của cái nhánh chính lớn gòn, tức là phân trung. Và chúng ta khảo sát một lần nữa về cái có hiện tượng bóc tách của nhánh chính và nhánh bên hay không. Rồi chúng ta vẫn giữ cái Y cầm tù ở nhánh bên, ở trong đây là trường hợp này nhánh mũ, và chúng ta rewire lại vào trong nhánh mũ. Xong khi rewire được thì chúng ta mới rút cái xe Y. Và tiếp theo chúng ta xem xét là chúng ta có cần kiss hay không. Bởi vì các bạn nhớ rằng với chiến lược này thì người ta khuyến cáo rằng nếu không cần kiss thì chúng ta sẽ không kiss. Nếu chúng ta cần kiss thì chúng ta kissing balloon, thì cái hiện tượng này, cái này thì không phải nói rồi. Và như vậy thì cho đến ngày hôm nay, xin lỗi tôi chưa có đọc cái consensus của anh Đợi sáng nay. Tuy nhiên trước cái thời điểm đó thì người ta thấy rằng có ba cái kiểu kiss. Thì cái kissing balloon mà cho cái Vino Stent thì người ta khuyến cáo không nên, mà chúng ta nên kiss theo kiểu sequential balloon, tức là chúng ta lên bóng từng cái. Như vậy thì ở đây các bạn sẽ thấy nó gọi là cái lên bóng, cái này report theo cái kiểu là MSM, tức là chúng ta lên bóng cho cái nhánh chính theo đường kính của nhánh chính, sau đó chúng ta lên bóng cái thứ hai là cái side theo đường kính của nhánh bên, và cái thứ ba chúng ta lại lên tuần tự lên chúng ta lại lên nhánh chính, do đó cái này là MSM. Nó sẽ khác với cái chiến lược thứ hai là SMS, thì cũng tương tự như vậy. Ở đây là sequential balloon inflation, tức là người ta lên cái đầu tiên là lên của nhánh bên theo đường kính nhánh bên, sau đó là bơm lên nhánh chính rồi lại lên nhánh bên. Thì đây là một cái cách thức mà thay thế cho kissing balloon, mặc dù đương nhiên nó sẽ không tốt bằng kissing balloon. Nó như vậy thì cái cách chúng ta sẽ có report là MSM, chúng ta sẽ có SMS, và chúng ta sẽ có gọi là kissing balloon. Nhưng kissing balloon nếu cần thiết thì chúng ta mới làm, còn không thì mình cố gắng mình giữ cái Vino Stenting. Vì khi chúng ta lên kissing thì nó sẽ làm biến dạng cái carina mà chỗ cái khu vực stent, và chúng ta có thể bắt buộc phải chuyển, nhiều khi chúng ta phải chuyển sang kỹ thuật high stent. Như vậy thì sau đó thì chúng ta sẽ bót theo cái áp lực cao.
chúng ta xem xét có bị đa xét xanh hay không. Và nếu trong trường hợp có đa xét xanh thì chúng ta phải tính cái chuyện là chuyển sang kỹ thuật high stent. Thì chúng ta sẽ lựa theo cái TAB hoặc là QLOT vân vân. Thì những cái này chúng ta đã nói nhiều sáng nay rồi. Như vậy thì cái test Hermetic thứ hai đó là bác sĩ can thiệp. Thì chúng ta đầu tiên là chúng ta phải đi hai wire vào hai nhánh, chúng ta phải dùng stent thuốc, chúng ta phải dùng cái phân loại Medina, chúng ta sẽ test stent nhánh chính, nhánh bên vân vân, thì chúng ta đã nói. Và nếu mà chúng ta không cần thiết kissing balloon thì chúng ta sẽ không kiss. Còn khi mà đã kiss rồi thì các bạn phải đánh giá cái tình cái mà khi chúng ta kissing balloon nó làm ảnh hưởng đến cái stent mà của cái khu vực của canina. Và nếu cần thiết thì chúng ta sẽ phải chuyển sang kỹ thuật high stent. Tiếp theo tôi nói xin nói rất là nhanh, mình không đủ thời gian. Chúng ta khi mà chúng ta phải chuyển sang kỹ thuật high stent thì sẽ như thế nào? Thì khi nào là chuyển sang? Ở đây những cái tác giả ví dụ như Naganuma hoặc là trong cái nghiên cứu BBT2 thì là khi cái độ hẹp còn tồn dư trên 50%, chúng ta gây ra một cái bóc tách tiếp B hoặc là cao hơn và gây ra cái dòng chảy TIMI 1 hoặc 2. Và thời điểm mà chúng ta chuyển sang kỹ thuật high stent thì người ta thấy có hai thời điểm. Một thời điểm là sau khi chúng ta đã đặt nhánh stent chính rồi mà chúng ta thấy có vấn đề chúng ta phải chuyển. Thì cái này là ví dụ như sau khi chúng ta đặt nhánh stent chính chúng ta thấy nó bị bóc tách, thấy dòng chảy bị chậm v.v. Còn một cái thời điểm thứ hai là chúng ta chỉ mới nong bóng, tức là before, chúng ta trước khi chúng ta đặt stent nhánh chính mà chúng ta đã thấy có vấn đề, cái chiến lược một stent không được thì chúng ta phù hợp thì chúng ta chuyển. Và như vậy đối với cái mà chiến lược mà chúng ta chưa đặt stent nhánh chính thì người ta khuyên là mình nên chọn kỹ thuật DK Cross. Bởi vì lúc đó các bạn mới làm DK Cross được. Còn nếu đã đặt cái stent nhánh chính rồi thì chúng ta không thể nào làm DK Cross theo kiểu thông thường được. Và như vậy chúng ta lúc đó sẽ chọn về QLOT. Ví dụ như là cái mismatch giữa cái nhánh chính và nhánh phía sau không lớn vân vân. Thì sẽ tùy tình huống mà chúng ta sẽ chọn QLOT, Cross hoặc là TAB. Ở trong đây, trong trường hợp này thì người ta giới thiệu cái kỹ thuật mà sau khi chúng ta đặt stent nhánh chính thì thật sự thì cũng không có gì đặc biệt. Tức là sau khi mà đặt một stent chúng ta thấy là không ổn thì chúng ta phải chuyển hai stent, thì chúng ta cố gắng là chúng ta rewire cho cái distal strut với mục đích là các bạn sẽ thấy rằng nếu chúng ta rewire mà ở cái proximal strut thì chúng ta sẽ tạo ra một cái metallic mà neocarina, tức là một cái chỗ cửa, chỗ phân nhánh rất là lớn. Bởi vì nó đẩy nguyên cái stent của cái khu vực cái lỗ nó vào trong cái carina đó và nó sẽ gây khó khăn cho vấn đề làm, đồng thời sau này từ cái carina của bằng kim loại nó sẽ gây nhiều biến chứng. Nhưng nếu chúng ta vào được cái distal strut thì các bạn thấy vào được distal strut thì khi chúng ta nong bóng nó sẽ ép cái phần cái lỗ stent này đi vào cái phía bên ngoài và như vậy cái carina nó trở nên rất là nhỏ và cái metallic carina rất là nhỏ và những cái biến chứng nó sẽ ít xảy ra. Và các tác giả nhắc lại cho mình là xây nhà thì bao nhiêu mới thì bao giờ cũng dễ hơn là chúng ta sửa nhà. Do đó đối với những cái tổn thương mà vôi hóa, đối với những cái tổn thương mà nhánh bên mức độ nặng kéo dài, đối với nhánh bên quan trọng, đối với khó rewire stent, rewire là nhánh bên thì chúng ta nên đi thẳng vào cái chiến lược high stent. Như vậy thì tôi xin đi vào phần kết luận. Như vậy thì cái provisional stenting vẫn là một cái kỹ thuật mà được ưa thích khi chúng ta can thiệp bifurcation nếu chúng ta dùng được. Và khi chúng ta chọn cái provisional stent, nghĩa là chúng ta chọn một cái chiến lược mở, nghĩa là nếu chúng ta cảm thấy thất bại, nếu chúng ta cảm thấy nó có vấn đề thì chúng ta có thể chuyển sang kỹ thuật high stent. Nhưng mà đương nhiên các bạn phải nhớ rằng á là sửa nhà thì sẽ khó hơn là xây nhà. Nếu chúng ta đã xây cái nhà rồi, chúng ta đập, chúng ta sửa thì sẽ khó hơn là chúng ta, nếu các bạn thấy tổn thương phức tạp thì nên đi thẳng vào kỹ thuật high stent. Còn đối với những tổn thương phức tạp thì chúng ta nên trực tiếp làm thẳng kỹ thuật high stent. Quyết định cái việc mà chuyển từ một sang high stent thì cái việc đó có thể thực hiện trước khi chúng ta đặt stent. Nếu chúng ta chỉ nong bóng mà cảm thấy không ổn, các bạn chuyển ngay high stent, hoặc là đặt stent rồi thì chúng ta sẽ chuyển. Và tùy vào cái cấu trúc giải phẫu của cái bifurcation, cái đường kính giữa nhánh chính và nhánh bên mà chúng ta sẽ chọn được chiến lược phù hợp. Xin cảm ơn sự chú ý của các bạn. Xin cảm ơn bài báo cáo của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thượng Dũng.
Vậy là chúng ta trở lại cái một trong những cái quy trình để mà giải quyết một cái tổn thương ở nơi phân nhánh, đó là chúng ta sẽ can thiệp provisional hay là chúng ta chọn kỹ thuật hai stent ngay từ đầu. Tất cả những cái vấn đề đó chỉ mang tính chất là tên gọi và cái kỹ thuật mà chúng ta sẽ thực hiện, chứ nó không phải là một cái chiến lược thực sự. Cái chiến lược thực sự là chúng ta sẽ đi gọi vào hai cái tổn thương. Ngay cả khi chúng ta đi gọi thì chúng ta cũng đã có thể định lượng được cái chiến lược. Chẳng hạn như chúng ta đi gọi vào cái nhánh bên rất là khó khăn, mặc dù là hình ảnh chụp cảm quang thì tốt, nhưng mà đi gọi rất khó khăn thì chúng ta phải dự liệu, chúng ta phải làm kỹ thuật hai stent. Hoặc là chúng sau khi chúng ta nóng bỏng cái stent, cái mạch chính, đó là cái biện pháp đó rất là tiên quyết, và chúng ta đánh giá lại cái tổn thương sau khi nóng nó, thì chúng ta đã hình thành được một chiến lược mới và tùy theo cái tình huống, chứ nó không phải là cố định. Mà chúng tôi nghĩ là các đồng nghiệp tim mạch can thiệp đều đồng ý về cái chuyện đó, tức là cái chuyện provisional hay bản thân hai stent không phải là cái gì nó là mặc sẵn cho chúng ta ngay từ đầu, mà phải tùy từng bước một, và chúng ta sẽ có những quyết định rất là linh động. Tất nhiên như phó giáo sư Dũng nói là sửa nhà thì khó hơn xây nhà, nhưng mà cái điều đó thì cũng phải chấp nhận, và khi sửa nhà chúng ta cũng vui vẻ để sửa. Xin cảm ơn cả ý kiến ở trong chủ tôi. Mời các anh chị. Em mời bác sĩ Châu Đỗ Trường Sơn. Dạ, kính thưa quý thầy, dạ, đầu tiên là em xin cảm ơn bài trình bày rất là chi tiết và rất là hay của phó giáo sư Hồ Thượng Dũng. Thì em cũng xin có một ý kiến là đối với can thiệp mà sang thương chia đôi thì chuyện rất là quan trọng là bảo vệ nhánh bên. Thì sau này thì có những cái kỹ thuật để phát triển để bảo vệ nhánh bên, giống như là gel balloon technique. Thì ở đây thì như ở viện em thì cũng mới bắt đầu làm được có một vài ca thôi, cho nên ở đây em cũng xin ý kiến của quý thầy chia sẻ thêm kinh nghiệm về cái phương pháp này. Em xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn phần đặt câu hỏi, cũng xin chào tất cả quý thầy trong chủ tịch đoàn. Thật sự gel balloon thì lát nữa có ví dụ trong cái bài trình bày của mình. Thực ra cái bài cũng vài hình thôi, chứ còn chủ yếu là đàm luận về cái vấn đề provisional thôi. Thì gel balloon bản thân mình tự làm, mình làm bên Chợ Rẫy thì ít nhất cũng khoảng gần trên 30k rồi. Bây giờ trên 30k rồi là không tính nữa, thành ra đụng đâu làm đó thôi. Thành ra nó cũng dễ thôi, thì đó là một cách để bảo vệ cái nhánh bên mà chúng ta không có phải mất nhánh, và đồng thời chúng ta cũng gọi là save cái cost cho bệnh nhân nữa. Đó cũng là một cách save cost cho mình, cái cost benefit cũng vẫn giữ nhưng mà cái cost nó rẻ hơn rất nhiều. Thành ra còn cái chuyện mà làm đi cái crush thì hiển nhiên là ai cũng có biết làm, giống như giáo sư Dũng trình bày. Nhưng mà đôi khi chúng ta bị vướng bởi cái chỗ tài chính thì cũng phải bắt đầu suy nghĩ lại một bước thấp hơn một tí, nhưng mà vẫn an toàn cho người bệnh. Gel balloon cũng là một kỹ thuật mà có thể làm được bình thường, tất nhiên mình chọn đúng cái đối tượng. Ở đây sẵn đặt câu hỏi luôn cho các thầy trong hội đồng là cái vấn đề của provisional, thực sự cái nan giải là cái mà chúng ta thường hay lo lắng là cái nhánh con nó bị gone, nó bị mất. Thành ra làm thế nào để chúng ta biết được cái nhánh đó nó có thể là sẽ không mất, hoặc chúng ta có thể cứu được nó. Thì xin mời các thầy cho những kinh nghiệm cá nhân giúp cho mấy bạn trẻ ở đâu đó theo dõi trên mạng, không gian mạng, để có một cái khái niệm mà chúng ta khỏi phải đi cứu, bởi vì đôi khi còn dây đó nhưng mà không dám vô cứu được đâu, bởi vì cái dây nó giữ đó thôi, chứ nhưng mà đi đi dây lại để xỏ bóng cho nông thì lại không làm được. Thành ra các thầy, mời các thầy xin đặt câu hỏi để các thầy thảo luận xin đáp. Dạ, em là bác sĩ Trần, em đến từ Bệnh viện Đông Bình Dương. Thì cho em xin chia sẻ kinh nghiệm với việc mà đi gọi bảo vệ nhánh bên. Thì những cái trường hợp ở Bệnh viện Đông Bình Dương thì hầu như tất cả những sang thương bifurcation, thực sự là true bifurcation, thì tụi em đều đi hai gọi để bảo đi hai gọi trước và khảo sát IVERT hai nhánh, nhánh chính và nhánh nhánh bên. Thì những cái trường hợp mà nhánh bên nếu trên khảo sát IVERT cái sang thương nó lan tỏa sang thương hẹp nặng thì thường tụi em sẽ để một cái bóng.
để làm kỹ thuật sale balloon technique. Còn những cái trường hợp mà mình thấy khảo sát cái sàn thương nó không có nhiều, những trường hợp đó thì chỉ để một cái guide để bảo vệ và mình đặt stand nhánh chính, sau đó sẽ chụp đánh giá lại. Nếu mà dòng chảy tốt thì không cần thiết phải can thiệp thêm. Và những cái trường hợp mà dòng chảy nó có giảm đi hoặc là mình thấy nó bị block shift hoặc cardinal shift thì những trường hợp đó tụi em có thể đi quay lại nhánh bên và có thể khảo sát IVERT lại. Sau khi mình đã dùng cái bóng nhỏ mình nong cái mắt cáo stand và mình khảo sát là IVERT, thì người ta những cái guideline khuyến cáo thì đều thấy khuyên mình có thể dùng FFA để mình khảo sát cái nhánh bên nó có bị thiếu máu cục bộ cơ tim hay không. Tuy nhiên cái thực tế thì đa số là tụi em đánh giá bằng chụp mà Anjo và khảo sát IVERT, còn FFA thì thực tế thì tụi em cũng chưa có dùng FFA để khảo sát cái chân nhánh bên nó có bị thiếu máu cục bộ cơ tim sau khi mình can thiệp nhánh chính hay không. Tôi cho ý kiến thêm ở vụ này là gì ạ? Nó cũng có nghiên cứu người ta đã tiến hành rồi, thì nếu mà chúng ta làm routinely cái chuyện mà FFA cái nhánh nhánh con để chúng ta đánh giá thì người ta đã có nghiên cứu rồi, lát trong slide tôi sẽ đề cập là nó không có ý nghĩa. Chúng tôi chỉ dùng FFA khi nào chúng ta gọi là in doubt, tức là nghi ngờ. Mình nghi ngờ nó, tự mình không biết nó có thiếu máu hay không thì mình mới làm thôi. Đó cũng là một cái, chứ không phải người ta làm routine đâu. Người ta không làm routine cái FFA để người ta đánh giá nhánh bên. Bởi vì không phải cái code xong đâu mà nó đôi khi nó cũng không chính, nó không có, người ta làm nghiên cứu người ta không có thấy đã có nghiên cứu làm như vậy. Còn cái chuyện IVERT thì rất là tán thành, bởi vì đúng không các thầy, không biết các thầy làm như thế nào, nhưng mà IVERT thì rất là quý để đánh giá cái ngã ba. Thực tế mà nói thì nếu mà phương tiện đầy đủ sẵn sàng thì cũng còn vấn đề để mà chúng ta phải lo ngại nhiều. Như cái bài báo cáo của giáo sư Bình hồi sáng, chúng ta đủ tất cả các phương tiện IVERT, FFA, vân vân. Còn những cái câu hỏi về tình huống đặt ra tiến sĩ Hùng, tôi nghĩ là tiến sĩ Hùng cũng đã kinh qua rồi và cũng đã có một câu trả lời trước mắt, đó là cái chuyện sell balloon. Sell balloon thì là một cái kỹ thuật người ta đưa ra để đặt ra vấn đề là giải cứu cho cái nhánh bên khi mà chúng ta không thể đi quay lại nhánh bên mà chúng ta mất. Nhưng mà không lý là trước khi đặt stent nhánh chính khi nào phải gieo balloon, khi nào chúng ta cần gieo balloon thì cái đó mới là cái vấn đề chúng ta cần phải suy nghĩ. Và thực tế là tiến sĩ Hùng sẽ thấy là cái gieo balloon chỉ để làm giảm cái chi phí thôi, bởi vì thay vì chúng ta làm cái DK crush sau khi chúng ta đặt cái stent nhánh chính rồi nó mất cái nhánh phụ, rồi chúng ta làm lại, rồi chúng ta phải đặt cái stent thứ hai ở trong cái nhánh bên và thành ra là mình định nhân tổn hai stent. Bây giờ chúng ta có cái bong bóng đo, chúng ta chỉ cần nong lên là có dòng chảy là ok, bây giờ chấp nhận với nhau là kết quả nó như vậy thôi. Thì cái chuyện mà cái khó bỏ cái khôn thì chúng ta chấp nhận. Nhưng mà để mà nói là khi nào thì và làm sao để mà cứu cái nhân bên, thì cái quy trình chúng ta thấy là trong can thiệp mới phân nhánh thì chúng ta sẽ nong hai nhánh trước khi chúng ta quyết định là có đặt stent hay không. Thì thường là nếu mà cái nhánh bên không có tổn thương gì cả thì chúng ta cũng cần phải nong nhánh bên. Nhưng sau khi nong nhánh chính thì chúng ta ít nhất cũng dự đoán được cái gì sẽ xảy ra đối với nhánh bên. Không phải là tất cả 100% trường hợp, nhưng mà cái động thái nong và không đặt stent thì nó cũng đã gây ra nhiều chuyện cho cái lỗ nhánh bên rồi. Ví dụ như là block shift rồi chẳng hạn, hoặc là những cái di lệch mà nó có thể làm cho cái nhánh bên nghẹn. Thì ngay trong lúc mà chúng ta chưa có stent gì cả thì tức thì từ professional chúng ta chuyển qua two stent elective ngay tức thì, chứ không phải là chần chừ. Còn tình huống mà khi mà đã đặt cái stent xong rồi mà khi đó mới mất cái chuyện nhân bên thì cực kỳ là hiếm, nếu mà chúng ta có thể đánh giá trước sau khi chúng ta đặt cái nắm bóng ở cái chân chính. Vâng, cảm ơn thầy Lợi. Thì về cái này tôi cũng xin có một cái comment. Thì khi mà thật sự mà khi mà làm những cái ca mà tổn thương mà can thiệp phức tạp chip thì cái việc mà dùng cái gel balloon thì rất hay dùng. Tôi cũng đồng ý với anh Hùng á, là tại vì khi mình làm đó mình không phải là mình làm ngay cái chỗ tổn thương bifurcation đó, có thể mình đang nhắm tới là cái leg man thân chung giữa mũ với lại liên trước, nhưng mà nó lại có một cái bifurcation nằm ở chỗ cổ liên trước với nhánh chéo. Và trong trường hợp mình đánh giá rằng cái tổn thương đó nó quá, cái gánh nặng sự nó quá lớn, mình đặt stent của LD thì chắc chắn nó sẽ mất nhánh chéo. Mà khi mất nhánh chéo thì bệnh nhân mất ổn định và mình cũng không thể can thiệp được cái nhánh trước. Thì trong cái trường hợp đó thì cái gel balloon nó là một cái kỹ thuật
mà nó gọi là nó cứu nguy tạm thời rất tốt. Bởi vì chúng ta nhớ rằng với cái gánh nặng sơ vữa, cái bifurcation, mà khi các bạn thấy nó rất là nặng, khi mà mình đặt cái stent vào trong nhánh chính, mình mở nhánh chính ra thì chắc chắn nó sẽ mất nhánh chéo. Và trong trường hợp đó các bạn lại có một cái bifurcation ở left main nữa, thì không thể mà loay quay mà đi mở thằng đó được. Do đó cái kỹ thuật mà chắc chắn nhất để giữ nhánh chéo là dây balloon. Và trong trường hợp đó thì thường thường chúng tôi hay làm một cái kissing balloon nhẹ nhẹ thôi, để mục đích là nó redistribution cái mảng sơ vữa đó. Nó vẫn giúp mở cái lỗ, cái mảng sơ vữa của nhánh chéo đó không mất. Và trong trường hợp mình đặt cái stent rồi mình bóp thì nó lại giữ rất là tốt. Còn trong trường hợp mà mình không có một cái kit trước á, là khi mình lên stent, không biết là anh Hùng có gặp không, là mất ngay. Và đã mất rồi không cách chỉ vào lại, mà mình đang loay hoay, mình muốn đánh thủ đô mà mình còn loay hoay ở một cái tiền đồn mình không vượt qua được, thì trong trường hợp đó cái xe balloon rất là có giá trị. Thì tôi xin là comment thêm một ý anh Hùng. Dạ xin rất là cảm ơn giáo sư Dũng, cũng gọi là comment rất đúng và những gì mình cũng hay làm. Nhưng mà sẵn luôn đặt câu hỏi cũng có ý kiến gì thêm vụ này đâu, nhưng mà xin đặt câu hỏi một cái nữa thôi, cũng professional mà đang đặt theo cái vấn đề là thời sự của nó. Đó là cho tới những nghiên cứu gần đây thì cái provisional stenting nó có một cái mà người ta vẫn đang đau đầu, đó là cái hiện tượng MI, có nghĩa là nhồi máu cơ tim, dù mang tim nó không tăng nhiều nhưng mà nó xảy ra ở cái nhóm provisional stenting khá nhiều. Như vậy thì các thầy có ý kiến về gì mà trong vấn đề này, thì sẵn mình đang đề cái chủ đề hôm nay là provisional, xin hết. Câu hỏi này thì chúng ta sẽ để bàn sau, và biết thầy nào mà có kinh nghiệm cái này thì các thầy trả lời. Bây giờ chương trình chúng ta thì vẫn còn nhiều, do đó thì để tiếp tục chương trình thì chúng tôi xin trân trọng kính mời bác sĩ Châu Đỗ Trường Sơn trình bày cái ca lâm sàng đầu tiên minh họa cho provisional stenting. Dạ, kính thưa quý thầy, dạ, kính thưa quý đồng nghiệp, em xin trình bày, em là bác sĩ Châu Đỗ Trường Sơn, khoa tim mạch can thiệp bệnh viện Gia Định. Em xin trình bày ca lâm sàng về provisional stenting trên thân chung. Trường hợp lâm sàng của chúng em là một bệnh nhân nữ 81 tuổi, nhập viện vì nặng ngực khó thở. Em xin lỗi một xíu.
đổi báo cáo viên sau lên trước rồi mình sửa sau. Nếu mình sửa được thì mình tiếp tục. Bài báo cáo của tiến sĩ Ngô Minh Hùng, đây là một ca lâm sàng khác minh họa cho kỹ thuật revisional stenting. Xin mời tiến sĩ Hùng. Trong thời gian chờ đợi sự setup của kỹ thuật viên thì xin phép gửi lời cảm ơn chân thành tới ban tổ chức hội nghị cũng như là kính thưa các thầy trong hội đồng. Kính thưa quý vị theo dõi chương trình qua cái webinar thì xin phép tiếp cận vấn đề không phải theo trường hợp lâm sàng mà theo cái hướng là nó sẽ hơi mở một chút xíu, nghĩa là review lại một số những vấn đề hóc búa của provisional stenting. Ừ, chúng ta nói như nãy giờ tôi cũng hỏi một số câu là provisional stenting nó có một số vấn đề mà thực ra trong thực tế chúng ta sử dụng rất nhiều nhưng mà đôi khi chúng ta gặp một số trục trặc và người ta vẫn đang loay hoay giải quyết vấn đề đó. Như vậy thì cảm ơn bài của giáo sư Hồ Thượng Dũng đã nói gần hết và bài này cũng đi theo cái flow tương tự như vậy mà có một hai ca minh họa thôi và vẫn đi mổ xẻ vấn đề. Next slide. Đây, chúng tôi có thông tin này. Như vậy thì tiếp cận vấn đề theo ba hướng. Thứ nhất là bằng chứng của cái provisional stenting. Thứ hai nữa là làm thế nào mà chúng ta làm cái việc này trong cái vấn đề. Và thứ ba là cái chuyện mà chúng ta rút ra một số cái điểm. Như vậy thì rõ ràng chúng ta đi, và đây là những cái nghiên cứu từ ASAN cách đây hơn 10 năm. Và chúng ta thấy rằng trong cái slide này thì chúng ta thấy rằng là làm đơn giản thì chúng ta có một kết cục rất là tốt và tỷ lệ tái hẹp hay là sửa lại cũng rất là tốt. Đây là dữ liệu chung mà lúc đó người ta làm một cái viện thôi, có nghĩa là ASAN hơn 500 ca. Và thời gian theo dõi cũng vậy, 3 năm thấy rất là tốt đúng không các bạn? 3 năm thì tỷ lệ mà phải tôi gọi là tổn tái thông cái tổn thương đích thì nó rất là thấp ở cái nhóm provisional. Như vậy thì cái vấn đề nằm ở đâu mà gần đây chúng ta lại thấy cái provisional nó lại cao hơn. Và đây là 3 năm nhưng tỷ lệ chết do tim mạch thì nó cũng xem nhau, bởi vì người ta thực ra đau ngực ta vô ta sửa lại thôi, những cái nhóm mà là phức tạp thì đau ngực vô sửa lại, thành ra nó cũng không phải là vấn đề. Tuy nhiên cái vấn đề là tái hẹp. Như vậy thì những nghiên cứu mà chúng ta thiết lập lên guideline là Nordic One và BBC One và chúng ta thấy rằng nó vẫn nghiêng về favor cho cái chuyện mà chúng ta làm simple. Như vậy thì vấn đề là nằm ở đâu? Nordic chúng ta quay lại cái tiêu chuẩn, như vậy muốn áp dụng một cái tiêu chuẩn cho đúng mà chúng ta gặt hái được cái benefit thì rõ ràng là chúng ta sẽ có cái cục tốt. Biết các bạn mở đúng cái bài của tôi có ví dụ minh họa chưa? Cái bài nãy trong cái file có cái video á. Tại cái file bài này nó không có video. Cái bài cái thứ một mới chết. Đúng rồi. Xin cảm ơn. Mở lên đi. Tôi tiếp cận vấn đề theo có ví dụ thì đây lưu lại video. Xin lỗi quý đồng nghiệp, lại có hai cái file. Rồi cho video nó chạy. Đây là một cái tổn thương mà chúng ta thấy rằng là tổn thương giữa LED và nhánh chéo. Chúng ta thấy là một cái phân loại, một cái tổn thương chia đôi. Và rõ ràng nhánh chéo trong trường hợp này nó cũng tương đương với cái phần xa của LED chứ nó cũng không có nhỏ gì. Nhưng mà kích thước của hai cái mặt này thì nó cũng hơi ống thông một tí. Thực ra thì nó đều chia sẻ là cái vùng mõm tim và cái phần ví dụ thứ hai. Đây là một trường hợp chúng ta làm cấp cứu và cái tổn thương nó nằm ngay sau cấp cứu.
À, xin lỗi, ngay sau cái chỗ chia và chúng ta phải cấp cứu luôn cái nhánh chéo, bởi vì nhánh chéo là nhánh còn thông, mà cái nhánh này vào đây là nhánh tắc. Như vậy thì rõ ràng đây là cũng là một phân nhánh mà chúng ta trong tình huống cấp cứu. Và tình huống thứ hai này chúng ta dễ bị mất nhánh chéo, bởi vì chúng ta lên bóng một phát là chúng ta sẽ mất nhánh chéo, không phải vì cái chuyện gì Carina ship hay là Black ship, mà thật ra nó cục với khối nó ship qua cũng mất luôn. Thật ra đây là một cái vấn đề mà chúng ta như nãy giờ chúng ta đề cập rêu vào luôn một số trường hợp này thì chúng ta nó work rất là tốt. Như vậy thì chúng ta tiếp cận vấn đề như hồi nãy đề cập là như vậy, chúng ta tiếp cận đôi khi chúng ta tiếp cận vấn đề đơn giản nhưng mà là hiệu quả nó cao. Những vấn đề là cái tiêu chuẩn nào để chúng ta chọn đơn giản và tiêu chuẩn nào chúng ta chọn phức tạp, đó mới là cái người ta đau đầu đi tìm. Như vậy thì Nordic và BBC One mới trả lời một câu hỏi là chúng ta làm đơn giản và chúng ta có kết quả tốt, làm phức tạp bệnh nhân tái thông lại rất nhiều và đôi khi tỷ lệ tử vong. Nhưng mà đáng để làm phức tạp thì chúng ta là gặt hái cái cục rất tốt. Như vậy thì đây là tiêu chuẩn mà người ta đưa vào Nordic One và BBC One là chúng ta đặt xe nhánh chính rồi chúng ta nong bóng nhánh phụ, nếu dòng chảy TIMI nó bị giảm ở nhánh phụ và chúng ta sau đó là tối ưu phần còn lại. Tương tự BBC One cũng vậy, kissing balloon rồi các thứ, nếu mà TIMI nó chậm và chúng ta sẽ hoặc là cái nhánh con nó bị nhíu, người là pinching là bị nhíu ở nhánh con và hơn hẹp trên 90%. Như vậy thì đó là cái tiêu chuẩn của họ. Và đây gộp lại cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta áp dụng thì rõ ràng là như hồi nãy giáo sư Dũng đã trình bày, nghĩa là rõ ràng chúng ta nhìn lại thì thấy simple ở chỗ là tại vì cái lỗ nó hẹp không nhiều lắm, nhánh con hẹp không nhiều lắm, khoảng chừng 60%, và cái nó không dài lắm. Cái không dài lắm này nó chiếm tỷ lệ phần lớn trong số các trường hợp, có nghĩa là khoảng chừng 50-55%. Như vậy thì rõ ràng là như vậy thì chúng ta mới có quyền mà chúng ta chọn cái vấn đề là chọn đơn giản. Nếu dài hơn chút nữa là chúng ta bắt đầu lố qua bên kia. Như vậy thì đây là những nghiên cứu, tôi chọn những nghiên cứu random, có nghĩa là ngẫu nhiên hết. Như vậy DK Crush 5 rõ ràng nó cho thấy là provisional nó tệ hơn cái DK Crush nếu chúng ta chọn đúng đối tượng, mà chúng ta lại dòm lại cái tiêu chuẩn definition của nghiên cứu. Và đây là cái nghiên cứu DK Crush 3 năm, thì rõ ràng là cái provisional so với DK nó cũng không có tốt so với lại DK Crush trên thân chung động mạch vành trái. Như vậy thì rõ ràng là chung quy lại hai cái nghiên cứu này của tác giả Chen á, ông dùng cái tiêu chuẩn là definition trong nghiên cứu definition 1. Như vậy thì quay lại nghiên cứu BBK thì rõ ràng chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta làm provision với lại chúng ta làm routine t-stand thì rõ ràng là đây là nghiên cứu random, thành ra chúng ta phải tôn trọng cái kết quả tại vì nó rất ảnh hưởng quan trọng trong guideline. Như vậy thì rõ ràng là nếu chúng ta routine mà chúng ta làm t-stand thì rõ ràng là nó không có tốt, có nghĩa là high stand mà chữ T khi bằng chúng ta làm đơn giản là provisional t-stand. Như vậy thì một số trường hợp chúng ta không cần đặt và kết cục hai bàn giống nhau. Như vậy rõ ràng nó có một cái điểm cắt hay là cái ở đâu đó mà đi tìm, đang đi tìm cái điểm mà chúng ta không có làm lố high stand mà vẫn giữ kết cục tương tự như vậy. Như vậy thì trong cái nghiên cứu Smart Strategy 3 năm thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là chúng ta làm tích cực quá thì nó lại không tốt bằng chúng ta làm bảo tồn. Và như vậy thì người ta chờ cái gì, giống như giáo sư Dũng hồi nãy trình bày, nghe chúng ta chờ cái nghiên cứu của EBC Man và cái nghiên cứu definition 2. Như vậy thì EBC 2 thì nó là high stand thì nó lại không có hơn gì là cái provision, đúng không ạ? Mà cái tỷ lệ thì provision nó khoảng chừng 10% trong các biến cố gọi là tiêu chí chính. Còn cái high stand thì nếu mà lúc đó không ứng dụng cái DK Crush rồi các thứ thì rõ ràng là high stand nó không tốt. Như vậy DK Crush nó có cái vị trí đứng của nó trong cái trường hợp này. Như vậy thì guideline thì nó lại thiết lập là nó dựa vào cái nghiên cứu DK Crush và nó nói là left man rõ ràng là class 2B, mức bằng chứng B, và chúng ta nên làm khi chúng ta đụng tổn thương tích hợp để làm DK. Điều này chắc là cũng vẫn còn phải move up lên trên, có nghĩa là vẫn còn nghiên cứu để từ việc class 2B mà mức bằng chứng B thì rõ ràng là chúng ta cần phải làm thêm, chứ cũng chưa dừng lại chỗ này. Và đối với phân nhánh không phải là thân chung thì rõ ràng người ta vẫn guideline vẫn nói rằng là chúng ta nên là provisional. Như vậy provisional nó vẫn có chỗ đứng nhưng mà nó có tiêu chuẩn của nó để cái nhánh con. Tuy nhiên nếu mà ngoại trừ một số trường hợp nhánh con mà nó kích thước nó lớn và nó gọi là nó thích hợp thì chúng ta vẫn phải dùng cái kỹ thuật là DK Crush chứ không phải chúng ta dùng provision. Như vậy thì rõ ràng tiêu chuẩn nó nằm ở chỗ là hiện tại người ta sử dụng tiêu chuẩn là definition. Như vậy thì đây là cái guideline xuất phát từ hai nghiên cứu mà tôi đã trích dẫn là Nordic One và BBC. Như vậy thì đây chúng ta nhìn lại là để chúng ta ứng dụng cho đúng thôi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là hai cái nghiên cứu là DK
cái nghiên cứu decay thì nghiên cứu rõ ràng là cái nhánh bên nó dài, nó hẹp mà nó dài nữa, như vậy rõ ràng người ta làm decay là đúng rồi. Ta vừa làm một nhánh con, vừa làm nhánh chính và người ta hit rồi người ta post. Nếu mà nó ngắn, cái tổn thương nó ngắn, tức là cái tổn thương hẹp lỗ ngắn ít và không dài lắm gì thì cái chúng ta chỉ cần làm đơn giản như vậy thì rõ ràng là Nordic và BBC, BDK nó giúp cho chúng ta chọn lựa. Như vậy thì đây một lần nữa chúng ta nhìn lại và rõ ràng chúng ta thấy rằng hai cái nghiên cứu mà thiết lập nên provision đó là BBC và Nordic, còn nghiên cứu kia đó là DK. Như vậy những nghiên cứu còn lại là EBC hay là Cactus rồi các thứ thì nó hỗ trợ trong cái chuyện này để chúng ta chọn thôi. Như vậy thì đây là nghiên cứu mới năm nay mà nãy giáo sư Dũng nói chờ, chúng ta đang chờ và nó đã xuất hiện rồi. Như vậy thì hai stent so với provisional stenting trong cái chuyện mà can thiệp phức tạp, nó đã trả lời câu hỏi là provisional trong trường hợp phức tạp nó không có giải quyết được vấn đề và cái kết cục của nó không có tốt bằng hai stent. Và kết quả nó ra tháng 6 năm 2020 và chúng ta đã có câu trả lời. Như vậy thì nếu như chúng ta xác định nó là tổn thương phức tạp rồi thì chúng ta phải làm DK hoặc là một cái kỹ thuật QLOT hay là gì đó để bảo vệ luôn nhánh con. Và provisional trong trường hợp này như nãy đã đề cập là có thể chúng ta sẽ mất nhánh, chúng ta sẽ bị pinching cái nhánh và chúng ta phải chuyển qua làm high stand, giống như là chúng ta nãy báo cáo viên trước đã trình bày là phải sửa nhà trong trường hợp chúng ta bắt buộc phải làm luôn từ đầu luôn thì nó khỏe hơn nhiều. Như vậy thì quay trở lại là cái hai cái ca đó thì chúng ta làm gì. Như vậy thì đây là cái lưu đồ mà tôi vẽ trở lại để tiếp cận cho nó đơn giản. Như vậy thì gặp một cái tổn thương, các anh em có thể là trẻ mới làm thì đôi khi bố rối là không biết làm cái gì. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta gặp một cái tổn thương và chúng ta phân định nó là nó đơn giản quá thì chúng ta đặt stent main vessel và stenting và kết thúc, mặc dù cái lỗ bên không có gì hết thì chúng ta đặt stent xong rồi tối ưu gọi là distal optimize để là chọn kích thước, xong đó thì dùng post gọi là bóng lớn cho đoạn gần là xong. Và nhánh ba nó chỉ có pin một chút, pin chinh một chút xíu và chúng ta dừng lại như vậy, dừng ngay chỗ cái này. Nhưng mà đời đôi khi nó không có đơn giản như vậy, thành ra nếu mà chúng ta nhìn lại, chúng ta bắt đầu đưa tiêu chuẩn vào và chúng ta thấy rằng chúng ta có thể làm provisional stenting hoặc là chúng ta dùng hai hoặc là hơn hai stent ở nhánh bên đây. Như vậy thì bắt đầu chúng ta đi cái flow bên này và bắt đầu chúng ta đi theo cái lưu đồ của provisional. Như vậy thì tôi vẽ cái lưu đồ này theo một số cái nghiên cứu mà tôi đã trích dẫn và các tiêu chuẩn. Như vậy thì đây là cái lưu đồ của provision. Như vậy thì provision thì nếu mà chúng ta đặt một cái stent provision và cái nhánh con không có vấn đề gì hết và chúng ta kết thúc rất là đơn giản. Nhưng mà nhánh con bắt đầu nó có vấn đề ở đây, có nghĩa là tôi để âm tính cái dấu trừ, có nghĩa là có vấn đề. Như vậy thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ xỏ dây lại và chúng ta bô ba. Nếu bô ba nó không có bóc tách nhiều, tức là bóc tách rất ít hoặc không có bóc tách gì hết mà nó giữ dòng chảy, giống như bây giờ dùng ở left main thì người ta dùng 70%, ví dụ vậy. Hoặc là ngoài left main thì chúng ta có thể dùng dưới 90%. Nếu mà boba nó vẫn không có hiệu quả, có nghĩa là boba xong mà nó vẫn bóc tách nhiều quá hoặc là không có dòng mà cần phải đặt stent thì bắt đầu chúng ta lại nhìn vào cái gốc. Như vậy trong trường hợp là cái gốc nếu mà 70-90 bắt đầu chúng ta dùng thép. Nếu mà từ nhỏ hơn 70 chúng ta chuyển qua reverse brush hoặc là culotte nếu như cái kích thước nó hợp lý. Đó, một số trường hợp nhánh con, nhánh mẹ đó kích thước nó gọi là discrepancy gì quá, thành ra chúng ta đâu có làm được, thành ra chúng ta phải dùng qua reverse crush. Nhưng mà như đã nói rồi, nếu chúng ta bị động phải đặt tới hai stent trong provision thì thường thường kết quả nó sẽ nhìn nó cũng không có được đẹp lắm. Như vậy thì cái vấn đề đầu tiên là chúng ta tiên đoán là chuẩn bị cho cái tổn thương, cái nhánh bên làm sao nó khỏi tắc. Thì rõ ràng là chúng ta phải nhìn vào cái độ của nó. Thứ hai là cái mảng sơ vữa của nó trên các phương tiện chụp mạch hoặc là MyVert và cái độ lan tỏa của nó giống như các nghiên cứu, nghĩa là trên 10mm hay không và cái mức độ canxi có hay không trên chụp mạch. Nếu chụp mạch mà thấy rồi thì chắc chắn MyVert nó phải thể hiện rồi, bởi vì chụp mạch nó chỉ thấy khoảng chừng gần 40% số trường hợp mà thôi. Như vậy thì cái góc chữ Y và là chúng ta quan trọng, bởi vì nó sẽ mất nhánh do cái hiện tượng carina shift nếu mà cái góc nó nhỏ quá và cái flow ngay từ ban đầu và cái mạch máu, cái thước mạch máu. Như vậy thì cái nhánh bên là cái nhánh mà chúng ta vẫn phải, có khi chúng ta cưa mất mà chúng ta sập luôn là vì vậy. Như vậy thì đây là cái tiêu chuẩn của một cái tổn thương phức tạp. Mà có lẽ là trong lần trình bày trước, năm trước thì phải, hay là cái lần gần đây tôi vẫn hay đề cập tới cái tiêu chuẩn definition 2, bởi vì nó cụ thể.
Đó là giống như thầy Dũng hồi nãy trình bày, nghe là tiêu chuẩn chính nếu mà left main, và tiêu chuẩn chính nếu mà không phải left main, thì chúng ta rõ ràng thấy là nhánh bên trên 70% hoặc là chiều dài trên 10, đó là tiêu chuẩn chính. Và cái nếu mà đó là left main, còn nếu mà không phải left main thì rõ ràng là cũng trên 10, nhưng mà cái nhánh bên cái lỗ đó người ta nói là hơn hoặc bằng 90%. Như vậy còn các tiêu chuẩn phụ khác thì chúng ta cứ đưa vào đó mà chúng ta chọn thôi. Và như vậy thì 1.92 cộng với 2 phụ thì chúng ta nói là phức tạp, và chúng ta phức tạp thì chúng ta có quyền làm cái high stand. Và đã có nghiên cứu, rõ ràng là nghiên cứu mới nhất là definition 2, và trong tương lai có thể là EBC hoặc là ESC hay là PISA nó đưa vào, nó khuyến cáo nữa. Chứ bây giờ class 2B mức bằng chứng B thì rõ ràng là definition 2 nó ra đời, và nó sẽ có thể nó sẽ up lên trên, và chúng ta sẽ chờ đợi cái guideline nó up lên cái viện bằng chứng. Đây là cái tiêu chuẩn nghiên cứu của definition 2. Definition 2 là nghiên cứu mà người ta dùng tiêu chuẩn definition của nghiên cứu definition 1 để người ta làm. Thì rõ ràng là đây là cái tiêu chuẩn mà chúng ta khi ứng dụng nó thì kết cục các bạn đã thấy rồi là kết quả rất tốt. Như vậy là đây là cái slide mà chúng ta hay làm provision. Chúng ta thấy tổn thương và chúng ta đi dây hai bên, và chúng ta đặt stent nhánh chính theo kích thước đoạn xa của mạch máu. Để rồi sau đó chúng ta nó chỗ này nó hở thì chúng ta dùng bóng lớn chúng ta nong lại, và sau đó nhánh con. Và như là nãy giờ đã trình bày, đây là cái hình mà chúng ta vẫn hay làm. Đối với ai bắt đầu làm chưa làm thì cái hình này nó sẽ hữu ích cho cái chuyện đó, tức là thường ta cho chúng ta chọn theo kích thước phần xa, xong rồi chúng ta sẽ dùng cái bóng lớn để nó phần gần, rồi sau đó đi dây lại các thứ để cho nó, chứ không thôi nó gọi là underneath cái stent này, nó nằm ở dưới cái stent này nong lên thì nó mất rồi. Trong thực tế tại tôi đã thấy một trường hợp và đã đi dây lại và đưa nong bóng lên và nó mất luôn nhánh co nhánh stent nhánh chính luôn, có rồi. Thành ra chúng ta người ta gọi là optimize nhánh lớn lên mà, và sau đó chúng ta đi dây. Như vậy thì khi mà trong trường hợp mà chúng ta cái điểm tiếp theo của cái provision là cái stent thứ hai là gì, chúng ta chuyển qua chúng ta làm cái chuyện gọi là thép hoặc các thứ, thì rõ ràng chúng ta sẽ hoặc là đặt lố vào trong hoặc là chúng ta để không tới, như vậy nó bị thiếu. Vì vậy rõ ràng là đây, còn nếu mà chúng ta chuyển qua dùng kilot thì các bạn biết rằng nếu mà chúng ta dùng kilot thì rõ ràng là hai cái dòng stent nó sẽ làm cho cái chuyện chỗ này chúng ta nong lên không nở, và người ta làm cái mô hình này. Như vậy thì đây là cái nhược điểm của chúng ta phải chuyển 1:2, và khi 1:2 rồi thì chúng ta đôi khi tối ưu nó cũng không phải là đơn giản, mà chúng ta phải để ý mấy vấn đề chúng tôi đề cập đây. Và như vậy thì cái vấn đề nong có nhánh con trước hay không cũng là một câu hỏi. Rõ ràng là một số trường hợp chúng ta nong, nhưng mà nó được cái lợi ích là gì, là chúng ta sẽ giữ cái nhánh bên, nhưng mà khi nào nong mà nong đến nổ một tách thì người ta lại không có mong muốn. Như vậy thì rõ ràng đã có nghiên cứu, và chúng tôi đã trích dẫn nghiên cứu ở bên dưới của cái slide đây. Thì các nghiên cứu ngẫu nhiên thì nó đôi lúc nó hỗ trợ hay không hỗ trợ cái chuyện chúng ta làm, nhưng mà về lâu về dài thì nó không có cải thiện cái chuyện mà cái cải thiện khi mà chúng ta nong hay không nong. Nhưng mà cái rủi ro của cái nong với bên là gì, nếu mà chúng ta nong quá thì chúng ta sẽ gây ra bóc tách, và lúc đó bắt đầu chúng ta phải đổi cái kế hoạch lại, không phải đặt provision nữa mà chúng ta dừng lại trên chỗ nong, bắt đầu suy nghĩ và chúng ta đặt high stand luôn. Như vậy thì trong tương lai cái lưu đồ có thể người ta sẽ chuyển lại chỗ là tổn thương, xong đó chúng ta đi dây, xong đó chúng ta nong bóng, rồi sau đó chúng ta quyết định cái chiến lược một hoặc hai stent sau khi chúng ta nong bóng. Thì hiện tại người ta dừng ở chỗ là chụp mạch xong rồi người ta sẽ quyết định chiến lược, chứ không phải là nong bóng rồi quyết định chiến lược. Mà tôi nghĩ trong tương lai có thể là phải như vậy. Như vậy nghiên cứu COVID 1 và COVID 2 thì nó lại cho một cái nhìn khá là khác, là chỗ là COVID 1 thì nó dùng cái nhánh bên là dưới 2 mm, COVID 2 thì nó dùng cái nhánh bên là 2.3 mm. Như vậy nội 1.2.0, 2.0 và 2.3 nó đã khác nhau rồi. Như vậy thì người ta khuyến cáo là nong bóng thì nó để ngăn chặn cái vấn đề là nhánh con nó có vấn đề, tuy nhiên là trong trường hợp cái nguy cơ cao, tuy nhiên nếu mà chúng ta làm quá thì coi chừng nó bóc tách và chúng ta phải đổi chiến lược ngay từ đầu, có nghĩa là không còn provision nữa, lúc đó là vứt cái provisional standing đi và chúng ta sẽ dùng high stand. Và chúng ta có thể làm step hay là xin lỗi, chúng ta có thể làm mini crush hay DK crush hoặc là culot luôn. Như vậy thì rõ ràng là đây là cái ví dụ mà chúng ta có thể thấy rằng mặc dù cái nhánh đây là chúng ta thấy nhánh chéo này cũng không phải là nhiều lắm, thực ra nhìn cũng chưa tới 70% khoảng đó trở lại. Nên đôi khi người ta sỏi dây xong, người ta đặt xong rồi nằm lên rồi tới hồi rút dây mà bệnh nhân này quay trở lại. Đây là một ví dụ của bệnh nhân đau ngược lại, chúng tôi nhận bệnh nhân và chúng tôi đưa cái hình lên minh họa là trong trường hợp mắc nhánh để coi lại cái hình cũ thì rõ ràng là như vậy.
đây là trường hợp mà nó hẹp rất là nhiều nhánh chéo và bắt buộc và chúng ta phải làm điều gì đó. Và như vậy thì cái vấn đề tiếp theo đó là cái nhánh can thiệp cái nhánh bên sau khi đặt ra nhánh chính. Thì chúng ta, người ta hỏi, đặt cái câu hỏi là routing kissing thường xuyên được thì có ý nghĩa hay không? Thì rõ ràng là nó đôi khi nó gọi là nó không có bắt buộc làm thường quy. Chúng ta chỉ kissing cho những bệnh nhân mà khi nào mà chúng ta cần cải thiện cái dòng của cái nhánh nhánh đó, và chúng ta về lâu về dài thì để bảo vệ cái lỗ xuất phát nữa. Và nó cái lúc đó thì nó làm cho bệnh nhân nó không có đau ngực hoặc là nó thiếu máu để chúng ta có thể xử lý nhánh mẹ cho nó hoàn hảo. Như vậy thì người ta cũng không khuyến cáo, và các nghiên cứu đã, các tác giả đã đề cập rồi, đã làm nghiên cứu rồi, và chúng ta không có nên kích sinh thường xuyên nhánh con nếu mà như nó không có hẹp cái dòng chảy. Và đôi khi người ta cũng đặt câu hỏi là final kissing đây, và rồi chúng ta đặt cái report các thứ. Thì rõ ràng thì trong cái nghiên cứu COVID như nãy chúng tôi đề cập là COVID 1 và COVID 2, nó khác nhau ở chỗ đường kính của hai nhánh bên là 2.0 hoặc là 2.3. Như vậy thì COVID 1 thì nó final kiss nó làm cho nó tệ hơn nếu đường kính nhánh con nhỏ hơn, và COVID 2 nó lại cho thấy rằng là cái final kiss thì nó làm các biến cố tim mạch nặng nó sẽ thấp hơn cái nhóm mà chúng ta final kiss nếu như đường kính nhánh con lớn. Như vậy đường kính nhánh con lớn nó giúp cho cái kết cục mà final kiss nó tốt hơn, bởi vì có lẽ là nó không, cái câu trả lời có lẽ là nó không làm bóc tách nếu chúng ta nong bóng. Còn cái nghiên cứu SMART strategy thì rõ ràng nó có một cái, nó đã đưa ra rồi, và nó thấy rằng nếu mà hẹp tụng lưu trên 70% hoặc là thân chung nhánh trái thì rõ ràng người ta nên làm điều gì đó để chúng ta giữ cái dòng. Và nó cũng không phải, và trong trường hợp nghi ngờ thì chúng ta có thể dùng FFA để chúng ta đánh giá được nhánh con nó có hẹp có ý nghĩa hay không. Và chúng ta đã có nghiên cứu xác định rằng chúng ta không nên làm thường xuyên đối với FFA, như tôi trích dẫn ở đây, có nghĩa là để đánh giá nhánh bên nó có hẹp tụng lưu hay không, bởi vì nó không cần thiết và nó không có mang lại nhiều lợi ích. Rồi cái vấn đề là cái điều mà chúng ta lo ngại nhất là đó, cái nhánh bên nó bị mất cái mất tiêu đi, có nghĩa là làm thế nào để chúng ta cứu nhánh bên, thì đó mới là cái câu hỏi đau đầu khi chúng ta sử dụng kỹ thuật mà gọi là đơn giản, cái là crossover qua thôi. Như vậy thì trong trường hợp mà nó bị mất thì chúng ta sẽ đi dây lại cái nhánh mà chúng ta bị treo đó, sau đó chúng ta nong nhẹ lên, rồi sau đó nong để cho có cái lỗ nhánh bên, và sau đó chúng ta sẽ đi dây vô ở trong lòng stem, và chúng ta sử dụng cái hoặc là chúng ta post nó lên để cho nó rộng cái đường vào nhánh con. Và trong trường hợp khi nhánh con mà nó bị mất thì rõ ràng là cái việc đi dây trở lại đôi khi nó là một cái chuyện cực kỳ khó khăn, và đôi khi bệnh nhân có biến chứng, biến cố lâm sàng mà chúng ta không đủ thời gian để đi lại. Thành ra cái điều quan trọng là chúng ta vẫn phải giữ cái nhánh con mở trong quá trình chúng ta làm thủ thuật. Đây là cái hình minh họa của trường hợp chúng tôi dùng gel balloon đây, và khi chúng ta dùng gel balloon thì nhánh chéo này vẫn được giữ nguyên cho tới kết thúc đặt stent, và sau đó và chúng ta dùng cái bóng lớn để nong lại, và đây là cái hình cuối cùng. Và như vậy thì cái nhánh con vẫn được bảo vệ và dòng chảy tim mi 3. Như vậy thì có một số cái kết luận để chúng ta có thể tôi có thể gọi là tạm rút ra từ cái bài trình bày, đó là cái tổn thương phân nhánh thì là một tổn thương phổ biến, và kỹ thuật mà provisional stenting thì là một kỹ thuật mà chúng ta sử dụng rất là thường xuyên. Tuy nhiên khi mà chúng ta sử dụng kỹ thuật này thì chúng ta phải sử dụng những tiêu chuẩn, và hiện tại nó đã có tiêu chuẩn để chúng ta gọi là ứng dụng và làm cho cái chuyện mà rủi ro mất nhánh bên nó trở nên thấp hơn. Và cái điều tồi tệ nhất đó là chúng ta mất nhánh bên, và mất nhánh bên đôi khi nó lại thành một cái gọi là nan đề cho bệnh nhân và cho cả thủ thuật viên. Cho nên chúng ta phải ứng dụng tiêu chuẩn để chúng ta loại nó ra từ đầu. Và phần trình bày đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn bài báo cáo của tiến sĩ Ngô Minh Hùng. Như vậy là trở lại với cái bài báo cáo của Phó Giáo sư Hồ Thường Dũng, ở chỗ là chúng ta làm sao để mà đánh giá cho được cái nhánh bên là cái nhánh quan trọng, tổn thương phức tạp hay không phức tạp. Các cái định nghĩa cho đến nay thì vẫn rất là đơn giản, nào là độ hẹp bao nhiêu phần trăm, rồi chiều dài tổn thương là bao nhiêu, để chúng ta quyết định là chiến lược 1 stent hay là 2 stent hay là provisional.
Nhưng mà trong thực tế thì chúng ta phải nhìn cái toàn cảnh, và cái quan trọng là cái đội ngày của cái bác sĩ tim mạch can thiệp, làm sao anh có thể đánh giá được là cái nhánh bên có nguy cơ bị mất, và đặc biệt là cái hậu quả của mức nhánh bên đó ở một từng bệnh nhân cụ thể nó như thế nào. Mà tiến sĩ Ngô Văn Hùng thì đã rất là kinh nghiệm với những cái trường hợp mà đặt cái xe luôn rồi. Để tiếp tục chương trình thì chúng tôi xin mời bác sĩ Châu Đậu Trường Sơn. Kính thưa quý thầy, kính thưa quý đồng nghiệp, em xin rất xin lỗi về cái sự cố kỹ thuật vừa rồi. Em là bác sĩ Châu Đỗ Trường Sơn, khoa tim mạch can thiệp Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Hôm nay em xin trình bày ca lâm sàng về can thiệp thân chung. Dạ thưa, ca lâm sàng của em là một bệnh nhân nữ 81 tuổi, nhập viện vì nặng ngực khó thở. Bệnh nhân được chẩn đoán suy tim Niha 3 trên một cái bệnh thân chung và hai nhánh mạch vành. Vào năm 2012, bệnh nhân đã được đặt hai tên thuốc trên Leptin LDL-6. Đến năm 2013, bệnh nhân bị tái hẹp trong stent tại Leptin LDL-6 và đã được nong bóng. Bệnh nhân có cái tiền căn tăng huyết áp, tai biến mạch máu não cũ. Đây là lần đầu tiên bệnh nhân đến với chúng em vào năm 2012. Thì lúc đó là bệnh nhân có cái tổn thương tại thân chung, tổn thương chi đôi Medina 111 hẹp từ Leptin lan vào lỗ xuất phát của LAD và L6, được can thiệp bằng kỹ thuật Coulot, đặt hai stent 3.023 ở Leptin LAD và 3.015 ở Leptin L6. Một năm sau, bệnh nhân quay lại với tái hẹp trong stent ngay tại đúng vị trí. Lần này thì chúng em chỉ can thiệp bằng nong bóng, và đây là kết quả nong bóng. Từ đó đến nay thì bệnh nhân không đau ngực, không khó thở và không nhập viện. Bệnh nhân vẫn tái khám đều, điều trị ổn với nội khoa. Tuy nhiên thì cách đây 5 tháng, bệnh nhân quay lại với tình trạng suy tim Niha 3. Được bệnh nhân được chụp, chỉ định chụp mạch vành, thì bệnh nhân lại tái hẹp lại đúng cái vị trí lần trước, ngay tại lỗ xuất phát của tại Leptin và lan vào lỗ xuất phát của LAD và L6. Thì em xin tóm lại bệnh nhân này, đây là bệnh nhân nữ 81 tuổi, nhập viện với suy tim Niha 3 ở F45%, bệnh nhân tái hẹp trong stent lần thứ 2. Thì điểm số Euroscore của bệnh nhân này, Euroscore 1 là 3.05%, Euroscore 2 là 2.29%, điểm số Syntax là 29, Syntax 1 là 29, Syntax 2, đối với BCI là 48.1, CABG là 39.6, tủ xuất sau 4 năm BCI là 27.6%. Và CBG là 14.6%. Thì em xin được đặt ra một câu hỏi là chiến lược điều trị trên bệnh nhân này như thế nào? Phương án đầu tiên là phẫu thuật bắt cầu mạch vành, phương án thứ hai là can thiệp mạch vành, và phương án thứ ba là chỉ điều trị nội khoa tối ưu. Em xin đi tiếp luôn. Thì đây là tụi em thực hiện khảo sát IVUS trên bệnh nhân này. Thì
Trên IVUS thì ta thấy là bệnh nhân cái mạch máu vôi hóa rất là nặng, vôi hóa từ trước cái đoạn đặt stent và cung vôi hóa nông lớn 180 độ và bệnh nhân bị tái hẹp trong stent và nó lan tới nó tái hẹp xung quanh cái đoạn là gần lỗ xuất phát của LAD và LCS. Và ngay cả thân chung cũng vôi hóa nặng. Thì câu hỏi thứ hai em xin được đặt ra là chiến lược can thiệp trên bệnh nhân này như thế nào? Có hai phương án. Em cũng xin nói rõ là bệnh nhân qua 3 lần thì bệnh gia đình đều từ chối phẫu thuật bắt cầu. Cho nên là mình đều hướng tới hướng là can thiệp mạch vành. Thì chiến lược can thiệp trong trường hợp này, thứ nhất là bệnh nông bóng. Nông bóng NC như lần trước, nghĩa là lần trước rồi năm 2013 thì bệnh nhân được nông bóng NC và bệnh nhân sau đó vẫn ổn sau 7 năm. Khả năng thứ hai là bệnh nhân được nông bóng phủ thuốc. Trong trường hợp đặt stent thì chiến lược đặt ra trong trường hợp này là hoặc là đặt một stent trên left main LAD mà thôi, hoặc là đặt cả hai stent trên left main LAD LCS. Và một cái điều rất là quan trọng trong trường hợp này là nếu mình can thiệp thì chiến lược chuẩn bị sang thương là như thế nào? Ta có thể là nông màu bóng NC trước, hoặc là dùng bóng cutting balloon, hoặc là dùng rotablator, hoặc là một chiến lược khác. Thì vì cơ sở, thì trên trường hợp này thì trên IVUS là ta thấy là cung vôi hóa lớn hơn 180 độ thì chỉ định thường là rotablator. Tuy nhiên ở trung tâm của em thì hiện thời chưa có phương tiện này, cho nên chúng em bắt đầu bằng sử dụng bóng NC. Thì sử dụng bóng NC nông ở cả LAD và LCS thì thấy bóng nở cũng tương đối tốt, nông với áp lực khá là cao, bóng 3.5-15, nông tới 18-20 ở LAD và 14-18 atmosphere ở bên LCS. Thì sau đó thì chúng em quyết định là đặt một cái stent 4.0-15 từ left main qua LAD. Nông lên áp lực 12 và đây là hình ảnh sau đặt stent. Chuyên tiến hành kissing balloon ở bên LAD với bóng 4.015 và 3.5-15 18 atmosphere và bot với bóng 4.015 áp lực là 22. Đây là kết quả cuối cùng. Thì các vấn đề trên bệnh nhân này, thứ nhất đây là một bệnh nhân lớn tuổi, 81 tuổi. Bệnh nhân mạch máu là vôi hóa rất nặng, bệnh nhân đã được đặt stent lên left main LAD LCS. Bệnh nhân tái hẹp trong stent nhiều lần, đã bô ba. Và bệnh nhân thân chung ngắn rất ảnh hưởng tới cái chuyện mà mình bốt. Thì kết luận cho cái bài trình bày của em thì là trong can thiệp sang thương thân chung, provisional stenting không những là phương pháp được lựa chọn thường quy, mà còn thích hợp trong một số trường hợp đặc biệt. Và IVUS là phương tiện quan trọng trong can thiệp sang thương thân chung và có tái hẹp sau đặt stent. Thực tế thì đối với những trường hợp như thế này thì cái chiến lược điều trị như thế nào là quan trọng hơn là cái kỹ thuật. Dạ, phần trình bày của em xin hết ạ. Em xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thầy và quý đồng nghiệp. Em xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ca lâm sàng rất là gọi là phức tạp của bác sĩ Trường Sơn. Đầu tiên thì về cái bài báo cáo của tiến sĩ Ngô Minh Hùng thì giống như là thầy Lợi đã nói, thì trong cái bài báo cáo của anh Hùng thì đưa ra được rất là nhiều điểm, trong đó đặc biệt là đưa ra các cái tiêu chuẩn của một cái tổn thương bifurcation phức tạp nó khá rõ ràng hơn với cái tiêu chuẩn của definition 2, với là hai cái tiêu chuẩn chính đó là dành cho left main và dành cho bifurcation không left main, và kèm với trên hai tiêu chuẩn phụ thì xem như là tổn thương phức tạp.
Và có lẽ chúng ta sẽ tập trung vào trong cái ca lâm sàng của bác sĩ Châu Đỗ Trường Sơn. Thật sự ca này mình đang nói tới kỹ thuật vaginal stenting là một kỹ thuật đơn giản, mà ca này thì không phải là ca đơn giản, tức là ca gọi là repeat revascularization, tức là tái can thiệp trở lại trên một cái thân chung và đã kỹ thuật high stent rồi. Thì chúng ta sẽ bàn theo hướng này. Thì chắc là cũng sẽ mời ý kiến của các thầy trước. Chắc là đầu tiên mời tiến sĩ Ngô Minh Hùng đi. Mời anh Hùng. Dạ, cảm ơn phó giáo sư Hồ Thiện Dũng. Hồi nãy báo cáo viên có hỏi là nếu có rota thì báo cáo viên có khi đã rota rồi. Thực sự thì nếu mà ca này vô mình thì mình chưa dám rota. Không biết giáo sư Dũng có dám rota hay không, chứ mình sẽ delay, sẽ tránh cái chuyện rota, bởi vì bệnh nhân đã được đặt stent. Các bạn biết rồi, bệnh nhân đã được đặt stent thì nó, tức mặc dù cái stent nó nở rất tốt và nó bây giờ nó vôi hóa khá nhiều trong, tuy nhiên nếu như mà cái cung vôi hóa nó không có nhiều quá mà cái rủi ro nó lại cao hơn, nếu chúng ta khoan mà thậm chí nó bị bias cái sợi dây mà nó khoan vô không phải chỗ vôi mà nó khoan chỗ không vôi, thì có khi chúng ta sẽ khoan cái stent đã được đặt trước đó và nó làm rối cái vấn đề lên, thậm chí nó gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Thành ra xin đối với mình sẽ không chọn rota trong trường hợp này, đoạn mạch đã được đặt stent và từ xưa tới giờ cũng rota cũng nhiều nhưng mà chưa bao giờ rota đoạn mạch có stent. Không biết các tác giả khác thì như thế nào, xin hết. Dạ, em xin có ý kiến chút xíu về cái ca của bác sĩ Sơn. Thì cái câu hỏi khi mình làm tái hợp trong stent thì khi mình làm IVUS hình ảnh học thì câu hỏi đầu tiên là tại sao bệnh nhân lại có tái hẹp, thì mình trả lời câu hỏi đó trước, sau đó thì mình sẽ có hướng xử lý như thế nào. Thì cái ca của bác sĩ Sơn thì có vẻ như stent nó không nở, phải không Sơn hả? Stent nở do vôi. Thì giờ vấn đề nếu mà stent không nở do vôi thì có làm rota được hay không? Thì thực sự chỗ tụi em đào cái gì thì có làm rồi, cũng làm một số ca rồi và trên Ivan cũng có, đó là tại vì nó không nở được, là cái lần trước người ta đã đặt stent rồi thì mình có tạm rota. Thì cái rota nó có thể tạo những cái sóng rung vô trong cái stent và cái stent đó nó lại tạo một cái sóng rung tiếp theo vô cái chỗ vôi. Cho nên khi mà làm thì năm trước cũng có một ca live case, ca đầu tiên làm tại UMC, mà cái ca live case đầu tiên của năm trước cũng là sang thương ca can thiệp chỗ phân nhánh, thì cũng là một ca rota khi mà có stent rồi thì làm nó cũng hiệu quả, và sau khi làm rota thì nong bóng nó nở được cái vị trí đó. Trên cái việc mà làm rota thì cũng có thể chấp nhận được cho những cái ca của bác sĩ Sơn. Tuy nhiên là cái mạch máu lớn quá thì cái rota, không biết rota bơ bao nhiêu mới đủ. Tại vì ở Việt Nam mình hiện tại nhập về rota bên Boston nhập lớn nhất là tối đa 1.75 là hết. Mà cái vị trí thân chung, cái vị trí đó thì mấy cái đường kính lòng nó lớn như vậy thì rota nào thì đủ. Cho nên cái việc rota thì giống như Ngô Minh Hùng nói thì em cũng đồng ý hoàn toàn là cái này không làm rota. Trường hợp cái ca này mình đang bàn trên ca này nha. Thành ra cái ca này đường kính nó đã từ 3.5 tới 4 ly trở lên. Nếu mình khoan mà cho tới đụng cái chỗ mà mình muốn nở thì thực sự mình đã rota mà mình sẽ không làm ca này. Bác sĩ Vũ có thể làm nhưng mà riêng mình sẽ không có làm rota ca này. Bởi vì mình có cái bóng cứng hoặc là bóng cắt. Trường hợp này rất là dễ, bởi vì sao, nó rất là gần và chúng ta có thể cắt dễ hơn. Còn cái chuyện rota thì tôi đã thấy một trường hợp mà báo cáo viên Nhật Bản rota và cái stent nó cuốn theo luôn trong cái rota. Thì đó cũng là một cái ví dụ mà cũng không hay lắm. Nên là tôi từ lúc thấy tới giờ tôi không làm chuyện đó nữa. Mặc dù mình muốn làm lắm nhưng mà cái này nó lớn quá. Cái bơ mình tối đa ở Việt Nam hiện tại có 1.75 hoặc là 2.25 mà ta không mang về đâu. Thành ra 1.75 là thường là cũng đã lớn lắm rồi. Thành ra những chỗ nào có kinh nghiệm thì cứ làm thôi, nhưng mà riêng tôi sẽ không có rota trường hợp này. Xin hết. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của tiến sĩ Hùng cũng như là ý kiến của bác sĩ Vũ. Thì đương nhiên là chúng ta gọi là tham luận thì chúng ta sẽ có nhiều ý kiến khác nhau. Riêng ý kiến tôi thì thật sự đúng là trong trường hợp này mà rota thì khó. Thì cứ rõ ràng chúng ta biết cái cơ chế của rota là nó mài cái vôi hóa thành những cái microparticle, nó hấp thu đi. Thì trong trường hợp này thì cái vôi nó lại nằm ngoài cái stent đó, thành ra cái cơ chế rung thì cũng chắc cũng có, nhưng mà hiện giờ thì cũng chưa có nhiều cái để chứng minh cái việc này. Thì trong trường hợp này có lẽ cắt thêm luôn, nó cắt cái gọi là hiện giờ mình đang lo là cái chuyện tái hẹp, còn cái chuyện mà để cho cái stent nó mở ra mà bên ngoài là cái cục vôi thì nó sẽ rất là khó khăn.
Tuy nhiên ca này một đoạn ca rất là hay. Thì trước khi mà ý kiến tiếp của các đồng nghiệp tại hội trường thì xin mời ý kiến của một chuyên gia can thiệp, bác sĩ Trần Văn Triệu ở đầu cầu của Cần Thơ. Anh Triệu có nghe rõ không ạ? Anh Triệu có nghe rõ không? Mời anh Triệu nói thử. Các bạn nào mở âm được? Anh Triệu mở mic lớn lên. Từ chiều giờ thì bác sĩ Triệu ngồi nghe và chắc cũng rất là có nhiều cái ý kiến nó muốn tham luận. Thành ra là trong khi chờ ý kiến của bác sĩ Triệu thì xin mời phó sư tiến sĩ Nguyễn Cao Lợi. Và cái trường hợp của bác sĩ Trương Sơn là trường hợp khá là phức tạp, nặng nề và cái tiền sử cũng kéo dài. Bệnh nhân phải được can thiệp rồi sau đó là tái can thiệp lại với thứ ba vì tái hẹp, rồi sau đó 6-7 năm sau nó vẫn tái hẹp lại. Thì lý do mà tái hẹp thì có lẽ cũng rõ rồi, tức là cái stent nó không áp sát được cái tổn thương vôi hóa ở ngoài khả năng. Thì trường hợp này thì chúng ta có thể nóng ra với cả cái bóng cho dù áp lực cao là mấy đi nữa thì nó có thể làm áp sát cái mô sơ vừa đó, nó sạc vào đến chỗ cái vùng vôi hóa thôi. Và cho dù chúng ta còn đặt cái stent phụ thuốc lên đó đi nữa, một cái hay thậm chí là cả hai cái cho lên bằng mạch mủ đi, thì cũng là vấn đề thời gian. Chúng ta có thể nói chắc rằng là nó không tải hẹp bởi vì thuốc nó ngấm vào đâu, nó không có chỗ để mà ngấm và cũng không chế chắc là đã được phủ cái nội mạc lên nữa. Nên cái trường hợp này thì chúng ta giải quyết về mặt kỹ thuật thì chúng ta thành công, nhưng mà về mặt tiên lượng thì tôi không nghĩ rằng là nó sẽ ổn định trong một thời gian dài mà cái chuyện tải hẹp nó sẽ trở lại. Điều đó có thể để có thể dùng đoán được và tùy thuộc vào các cái điều trị nội khoa khác kèm theo nữa, và chúng ta phải theo dõi sát bệnh nhân này. Tôi là bác sĩ Huỳnh Ngọc Long, kính thưa chủ đội đoàn và các quý đồng nghiệp. Thì trong cái trường hợp mà này của bác sĩ Sơn á, thì theo tôi thì cái rota thì nó không nên làm, bởi vì các mà bác sĩ đã phân tích thì thấy là nó nguy hiểm hơn là có lợi. Còn trên cái iverse á, mình thấy là cái stent nó chỉ áp trong cái lồng thôi, còn nó cái đường kính bên ngoài nó vẫn còn lớn. Do đó cái cơ chế nó có hai chuyện: một là stent không nở trọn, thứ hai là tăng sinh. Thì đối với cái ca đầu lần đầu tiên mình nong á, mình chỉ nong NC không được, phải có bóng phủ thuốc, nong NC rồi nong bóng phủ thuốc thì cái khả năng tái hẹp nó sẽ thấp hơn. Còn lần này mình đã đặt cái stent phủ thuốc 4.0. Thì trong cái giai đoạn trước đó tôi không có dùng cái iverse nhiều, nhưng mà sau này khi qua Pháp Việt á, thì nhờ cái iverse tôi thấy là stent 4.0 không có đủ so với thân chung. Mà mình đã nói rồi, thân chung càng lớn càng tốt, càng ít tái hẹp. Do đó trong trường hợp này mình đã có hai stent trong cái thân chung đó rồi, thì cứ mạnh dạn dùng bóng 5, càng lớn càng tốt. Thì sau khi mình dùng cái áp lực lớn mình sẽ thấy cái stent đầu tiên á, nó sẽ đẩy cái mô đi ra và nó lấn sát vô cái stent đã đặt, và cả hai cái stent này cùng lấn cái mô nó ra ngoài nữa, thì cái hy vọng của mình nó sẽ khá hơn. Và tôi có một cái suy nghĩ, cũng có một cái anh người Campuchia cũng tái hẹp giống như vậy, nong bóng cứng rồi nong bóng phủ thuốc rồi nong stent xong nó vẫn tiếp tục tái hẹp. Bây giờ mình nghĩ ra hai chuyện: bây giờ vừa bóng phủ thuốc vừa stent có được hay không? Chi phí nó tăng lên, nhưng mà rõ ràng cái bóng phủ thuốc là nó là dòng taxol bằng process, còn cái stent á là dòng limus. Nếu cùng một lúc mình phủ hai thứ lên để đối phó với một tình trạng tăng sinh rất dữ dội ở cái cỡ thân chung, thì tôi nghĩ nếu mà mình có tái hẹp nữa, mình tiếp tục nữa, dùng bóng phủ thuốc xong dùng stent phủ thuốc khác cho với stent ban đầu, thì hy vọng mình sẽ làm giảm được cái tái hẹp. Xin hết.
xin tranh thủ tham luận tiếp từ cái ca này hay quá. Xin đề cập tới một vấn đề mà trong tương lai Việt Nam sẽ có trong trường hợp này có thể ứng dụng nếu như có công cụ đó, đó là công cụ IVL, intravascular lithotripsy. Rõ ràng các bạn thấy vô hóa này nếu chúng ta dùng lithotripsy được thì canxi nó sẽ nhuyễn ra chứ không phải rota làm nhuyễn nha các bạn. Rota nó chỉ làm rung, nó khoan, chủ yếu là nó cắt ra những cái debris từ 10 tới 15 micromet và nó xuống, nó bị gan, nó bị tế bào cơ hấp thu hết. Chứ nó cơ chế nó không có làm rung, và cái lithotripsy là cái làm cho nhuyễn canxi và người ta ứng dụng trong trường hợp này. Trong tương lai người ta đang làm một cái nghiên cứu random về lithotripsy cho canxi sau, canxi lớp sau, nông và sau luôn, và nó sẽ có kết quả trong tương lai gần. Cái ý thứ hai muốn tham luận đó là trong trường hợp này nếu mà như tôi làm thì tôi không có lithotripsy, tôi không làm rota, như vậy tôi làm cái gì? Nếu tôi có cutting balloon, tôi sẽ làm cutting balloon, sau đó nông bóng áp lực cao giống như bác sĩ Long đã đề cập, và cao đúng như là kích thước mạch máu có, và nếu được bệnh nhân có điều kiện thì chúng ta làm kissing bằng bóng thuốc ở nhánh CX, kissing bằng bóng thuốc nhánh CX, và sau đó nếu có được kissing bằng cái bóng thường ở nhánh LED cũng được, LED Lehmann cũng được, nếu như chúng ta điều kiện tài chính hạn chế, mà nếu được thì kissing là hai cái bóng thuốc thì nó rất là đẹp. Xin mời một ý kiến của một chuyên gia nữa, xin mời bác sĩ Chỉnh. Dạ, thưa quý chủ tọa đoàn và các bạn là đồng nghiệp tham dự chương trình, thì trong trường hợp này thì theo ý kiến riêng của cá nhân em thì em cũng thống nhất với ý kiến của anh Trương Phi Hồng, của anh Hồng, là em cũng chỉ kissing balloon bằng bóng phủ thuốc của hai nhánh đó và không có đặt stent thêm, bởi vì bệnh nhân đã được đặt stent hai lần rồi, người ta khuyến cáo mình cũng không nên đặt stent lần thứ ba. Và dựa trên kết quả IVUS chúng ta có thể sử dụng bóng lớn hơn. Tuy nhiên mà chọn một kích thước mà gần bằng đường kính của mạch máu media khoảng 5 và bệnh nhân này 81 tuổi thì trường hợp này em cũng hơi lo, cho nên là tiên lượng sống bệnh nhân không biết được bao lâu, cho nên là nếu mà chọn thì em có thể chọn nó lớn hơn đường kính lumen khoảng 0.25 tới 0.5mm, là khoảng bóng 4 chấm NC trước, cutting balloon NC và sau đó là kissing balloon hai cái nhánh thôi. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Chỉnh. Rất tiếc là chúng ta không nghe được ý kiến của bác sĩ Triệu từ Cần Thơ. Tuy nhiên thì có lẽ là chúng ta cũng thống nhất với nhau đây là một trường hợp rất là khó. Rất là khó. Vì cái tổn thương mà nó bị hẹp lại thì nó ngoài cái việc là restenosis của cái một cái mảng tân sinh bên trong cái stent thì cái vấn đề chính của nó là cái bên ngoài. Tức là như vậy, giống như cái tổn thương này nó đang bó trong một cái gọi là đám dây thun của tái hẹp, rồi bên ngoài là xây bằng cái vỏ vôi. Thành ra là cái khung stent nó nở không nổi. Và kể cả chúng ta nông bằng đặt một cái stent vào, chúng ta nông áp lực rất là cao, thì lúc mới chúng ta chụp cái hình thì thấy có thể đẹp. Nhưng mà chắc chắn cái hiện tượng recoil nó co lại để chuyện là... Khỏi nhóm để tham gia lại. Alo, nếu anh Triệu mà nghe được, và anh Triệu nói thử, nếu có tiếng anh Triệu thì sẽ mời ý kiến của anh Triệu cùng tham gia với là chủ tịch đoàn. Mời anh Triệu. Hello. Hội trường đã được nghe được tiếng của anh Triệu rồi. Như vậy thì xin mời bác sĩ Triệu. Cho xin phép chào chủ tọa đoàn, các bác giáo viên và các quý đồng nghiệp. Thì sáng giờ đã tham gia cũng khá là nhiều phiên thứ tư, thì cũng rất là nhiều cái kỹ thuật để mình can thiệp cái sang thương chia đôi. Thì cái phiên thứ tư này thì chỗ bài báo cáo của tiến sĩ Ngô Minh Hùng thì cũng rất là chi tiết, thì em cũng rất là gọi là happy với cái bài báo cáo của anh Minh Hùng. Thì em sẽ có hai cái câu hỏi. Thứ nhất là câu hỏi đối với anh Minh Hùng, thì về mặt lâm sàng ấy, cái cách mà mình chọn cái bóng để mình gieo bên cái nhánh bên á, thì cái bóng đó mình chọn kích thước như thế nào và sao mà cho nó tối ưu nhất để mình đạt cái kết quả xem thương tối ưu nhất. Còn cái câu hỏi thứ hai thì cho báo cáo viên thứ hai, thì thấy mình cái ca lâm sàng là cũng tái hẹp, thì sau đó thì lần cuối cùng thì mình cũng đặt cái stent, thì nãy giờ cũng nghe các quý thầy quý đồng nghiệp cũng bình luận trên cái vấn đề và xử lý lại cái xem thương này, thì tuy nhiên em muốn hỏi cái nếu mà mình đặt cái stent sau cùng đó, thì mình có phải chú ý gì so với cái stent mình đặt lần trước, ví dụ như là cái loại cái thuốc nó thế hệ trước thế hệ sau gì không, để mục đích mình tối ưu hóa cho bệnh nhân. Em xin hết.
Kính chào chào đạo cầu Cần Thơ và chào tất cả các bạn đang in the air trong trên không gian mạng. Xin trả lời cái câu hỏi của bác sĩ Triệu là thực ra người ta nói dùng cái dây để giữ dòng hay là dùng cái dụng cụ để giữ dòng, nó gọi là device để giữ dòng, chứ thành ra người ta sẽ dùng cái bóng, thường là cái bóng dưới kích thước của cái bóng nhánh con, chứ không có dùng bóng quá lớn. Thường ví dụ đường kính chừng 2 ly, 2,5 ly của nhánh bên thì chúng ta sẽ giữ bóng chừng 2 ly hoặc 1,5 cũng được. Đó là cái giữ bóng thôi chứ không có vấn đề hết, mà chúng ta có thể để đó hoặc chúng ta lên với áp lực rất thấp, gọi là áp lực định mức thôi, để cho nó giữ dòng thôi và không làm bóc tách cái chuyện cái đó, và mục đích của nó là để giữ dòng, thành ra cũng đừng cho nó làm bị kẹt ở trong cái đoạn mạch đã được đặt stent, thành ra phải cẩn thận cái bóng. Cái một số trường hợp người ta nếu mà có cái micro, ví dụ như là Fibrose hoặc là chúng ta có cô xe, chúng ta vẫn giữ trong đó và giữ dòng được, thành ra ở các nước như Indo các bạn bên đó vẫn làm cái chuyện đó bình thường. Thành ra cái kích thước của bóng thường là phải nhỏ và kích thước dụng cụ nó nhỏ và chúng ta giữ làm sao không bị kẹt thôi. Xin hết. Và cái câu hỏi sau là dành cho chính tác giả Trường Sơn. Anh Sơn giải thích về cái chuyện mà stent thuốc, các thế hệ stent. Dạ thưa, thì em xin trả lời cái câu hỏi của bác sĩ Triệu. Thì trong trường hợp này thì cái cơ chế tái hẹp thì nó là do cái stent nó không có nở. Thứ nhất là cái stent không có nở, và thứ hai rõ ràng là cái stent kỳ trước mình chọn kích thước nó khá nhỏ, nó 3.0. Cho nên em cái vấn đề trong trường hợp này thì không, em không nghĩ là do cái vấn đề là thuốc. Cho nên là em tập trung vào vấn đề là kích thước. Và cái stent mà stent Zealand thì cái nó cũng thuộc là cái stent tốt nhất trên thị trường ngay thời điểm này với cái thuốc là everolimus rồi. Cho nên trong trường hợp này là em tập trung em chọn một cái kích thước của cái stent hơn là vào cái chất liệu thuốc. Và tại vì stent cũng là đã là cái stent tốt rồi. Giờ đó em chọn cái stent 4.0, trong kỳ trước mình chỉ chọn cái stent 3.0 mà thôi. Thì vì kỳ này mình có IVUS hướng dẫn. Giờ em xin hết ạ. Xin cảm ơn bác sĩ Trường Sơn. Không biết là các thầy nào trong chủ tịch đoàn có ý kiến thêm về ca này không ạ? Thầy Lợi. Thì thật sự cái trường hợp mà anh Trường Sơn gặp, anh Đỗ Anh gặp ở Bệnh viện Nhân dân Gia Đình thì trước đây chúng tôi cũng đã gặp. Trước đây thì cái việc mà gặp những cái tổn thương vôi hóa và lúc đó thì mình còn rất là hăng. Không biết là lúc đó thì tức là có tổn thương vôi hóa là mình cố mình nong. Và nong thì mở ra và cố đặt stent. Và đặt stent thì cố dùng áp lực lớn mở ra. Và lúc đó, lúc mới mở ra thì cũng nhìn rất là tốt. Nhưng sau một thời gian khoảng nửa năm, một năm sau bệnh nhân quay lại. Thì là cái stent nó bị recoil lại. Bởi vì nó không chống nổi cái lực vôi bên cạnh, bên ngoài. Do đó thì từ đó đến bây giờ, sau khi mà có cái máy rotablator và chúng tôi bắt đầu triển khai được thì rất chủ yếu chủ động dùng rotablator. Có những cái tổn thương mình nong bằng kissing balloon, thí dụ ở Lepman, nó bị vôi cả hai lỗ, mình nong mình thấy nó vẫn mở ra, mình đặt stent ban đầu mình vẫn thấy đẹp, nhưng mà sau đó rồi thì cái hiện tượng là nửa năm một năm sau nó sẽ recoil là rất là kinh khủng. Nhưng nếu chúng ta có làm rotablator thì nó sẽ đỡ rất là nhiều. Thì tôi nghĩ trường hợp này chắc nó cũng sẽ rơi vào tình huống đó. Bây giờ cái vấn đề nó là hiện tượng tái hẹp một phần, và chúng ta lại vướng cái chuyện là cái khung stent bên ngoài và cái vôi hóa bên ngoài, thành ra đó là một cái việc rất là khó khăn. Thì cách giải quyết trước mắt của các bạn là đương nhiên bây giờ là càng ít stent càng tốt, phải không các bạn? Như vậy thì bây giờ mình chọn là một stent. Trong trường hợp này các bạn làm hai stent nó vẫn tốt, nhưng mà rồi hai stent cũng không chống được cái hiện tượng mà nó recoil trở lại và tái hẹp trở lại. Thành ra trong trường hợp này thì đúng là mình chọn chiến lược là càng đơn giản càng tốt, vì cái nguyên nhân chính thì chắc mình phải đợi tới cái tán sỏi lithotripsy. Hoặc là trước đây tôi nhớ hình như có một cái vật tán là hình như bằng laser thì phải. Tức là nó tán được xuyên qua cái stent ra ngoài cái tổn thương. Thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ có cái tỷ lệ thành công cao hơn. Còn trong trường hợp hiện tại thì chúng ta giải quyết gọi là trước mắt cho bệnh nhân thì nghĩ đó cũng là một cái thành công. Còn cái việc bệnh nhân bao lâu quay trở lại thì chúng ta sẽ chờ. Và anh Trường Sơn chắc sau này có trường hợp thì báo lại lần nữa. Không biết là các anh chị, các thầy trong chủ tịch đoàn chúng ta còn có ý kiến gì không ạ? Có câu hỏi của bạn. Một bạn muốn phải. Tức là các báo cáo có báo cáo viên hôm nay về stent động mạch vành với nhiều kỹ thuật khác nhau. Hầu hết các nghiên cứu liên quan đều trước năm 2019. Xin được hỏi rằng kể từ nghiên cứu ischemia được công bố từ đầu năm 2019 thì liệu các kỹ thuật stenting nói trên được hiểu và áp dụng như thế nào?
sự khác biệt các kỹ thuật có thật sự khác biệt khi còn đánh giá kết quả giảm nhồi máu cơ tim và tử vong hay không? Thì cái câu hỏi của bạn có vẻ nó cũng hơi bị ra ngoài cái nội dung của chương trình. Đây là bạn đang nói tới cái việc là chúng ta điều trị trên cái hội chứng mạch vành mạng, điều trị trên hội chứng mạch vành mạng. Chúng ta điều trị trên hội chứng mạch vành mạng nhắm đến cái tiêu chí là cơn đau thắt ngực và cái outcome lâu dài. Và giữa so sánh vừa cái điều trị nội khoa tối ưu và cái việc mà chúng ta có tái tưới máu, trong đó là có can thiệp mạch vành hoặc là trong đó là có một cái ECMO bắt cầu, thì cái nội dung này chắc nó cũng nằm ở bên ngoài cái phiên của chúng ta. Thành ra thì tôi nghĩ là ngày mai thế nào cũng sẽ có cái đề tài này. Ngày mai thì bác sĩ Hữu sẽ theo dõi cái đề tài này ngày mai, tại vì nếu chúng ta đi vào cái này nó sẽ đi vô một cái mảng rất là lớn. Như vậy thì cái thời gian chương trình cũng đã đến lúc là chúng ta kết thúc. Thì hôm nay cái session cuối cùng của cái phiên về bifurcation và Lipman và bifurcation với một cái đề tài thì tưởng như rất là đơn giản là provisional stenting, một cái kỹ thuật mà các cái người gọi là mới bắt đầu làm can thiệp thì chúng ta đều thích làm vì làm nó rất là đơn giản. Tuy nhiên á, thì khi nãy tôi có nói với anh Hùng á, kỹ thuật này ngó thì đơn giản nhưng mà đằng sau nó thì vô cùng phức tạp. Chúng ta thấy rằng á, bây giờ là cái bifurcation người ta chọn là một stent hay hai stent là dựa trên cái tổn thương bifurcation đó, là nó là simple, nó là đơn giản hay nó là complex, là phức tạp. Thì như vậy á, thì rõ ràng rằng nếu cái tổn thương chia đôi mà đơn giản thì chúng ta sẽ làm provisional stenting. Tổn thương phức tạp thì chúng ta làm hai stent, điều này ai cũng biết cả. Như vậy thì mình cứ cho là cái điểm phức tạp nó là 10 điểm đi. Thì đơn giản đó là từ 1 đến 5 và phức tạp nó từ 5 đến 10. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng từ 1 điểm đến 4 hoặc 5 điểm thì chúng ta làm provisional stenting thì quá dễ. Từ 6 cho đến 10 chúng ta phải làm hai stent thì cũng quá dễ. Cái khó là nó nằm ở chỗ là cái tổn thương nó nằm lửng lửng lơ lơ từ khoảng 4 đến 6 hoặc 4 rưỡi đến 5 rưỡi thì chúng ta làm kỹ thuật nào. Thì qua cái bài báo cáo của các đồng nghiệp và trong đó có bài báo cáo anh Hùng với một số tiêu chuẩn ngày nay nó cụ thể hơn, ví dụ như definition tool chẳng hạn, thì giúp cho chúng ta thêm một phần. Tuy nhiên thì khi nãy tôi có gọi là bàn với anh Hùng, như vậy thì với cái nằm cái mức lưng chừng mà từ 4.5 cho đến 5.5 đó, đối với một cái người mà mình gọi là cái trình độ can thiệp mình ở mức độ trung bình thì mình nên làm một hoặc hai stent. Thì tôi có nói vui với anh Hùng có lẽ làm hai thẳng luôn nó hay hơn, làm DK crush nó hay hơn, bởi vì chúng ta đã có cái nghiên cứu của DK crush 5 rồi, tiếp đó là definition tool chứng minh rằng là những cái tổn thương lưng chừng đó thì chúng ta nên dùng làm DK crush nó vẫn tốt, và các bạn chủ động làm ngay từ đầu thì kết quả sẽ rất tốt. Còn bây giờ cái tổn thương lưng chừng đó đối với một cái người mà cái trình độ làm của mình ở mức độ vừa phải, các bạn làm provisional stenting nó thất bại, các bạn chuyển sang kỹ thuật hai stent thì sẽ vô cùng khó. Khi trong đó chúng ta phải kit, chúng ta phải này nọ để cho nó áp sát, rồi ngay cái carina này nọ, nó nhiều cái chuyện phức tạp, và có thể trước mắt nó tốt nhưng về lâu về dài nó sẽ không tốt bằng chúng ta làm ngay từ đầu. Thì đó là một cái nhận xét mà tôi rút ra từ cái việc là những cái tổn thương lưng chừng, nếu chúng ta không chắc, mà giống như sáng nay tôi nghe bác sĩ Vũ nói đó, nếu không chắc làm DK crush ngay từ đầu có khi nó còn tốt hơn là chúng ta làm provisional stenting sau đó chúng ta sửa. Mà các bạn biết rồi, cái việc mà sửa nhà hoặc là xây một cái nhà mới thì sửa nhà nó sẽ khó hơn nhiều. Thì đó là cái ý kiến cá nhân, còn không biết là các thầy khác thì có ý kiến gì thêm nữa hay không. Và như vậy thì xin thay mặt cho chủ tịch đoàn xin cảm ơn các thầy trong chủ tịch đoàn, các báo cáo viên và đặc biệt là các đồng nghiệp đang trên cái sóng và đang nghe cái chương trình ngày hôm nay. Và xin chúc các bạn sức khỏe và một cái buổi chiều tối sức khỏe và nghỉ ngơi tốt. Xin cảm ơn các bạn.